Hi, xin chào các em, chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Toán Thầy Tín BMT. Thì ở video clip hôm nay, thầy trò chúng ta cùng tiếp nối cái phần hàm số mũ, hàm số logarit. Và cái phần hàm số mũ, hàm số logarit có chứa tham số m nhé. Chúng ta cùng đến với cái bụi số 2. Lưu ý đối với câu 20 này, cái dạng này cộng như thế này thì em phân tích ra thành hai mũ gì? Hai mũ 2x nhân với gì Hai em? nhân với x cộng 1 Không, à, nhân với hai mũ 1 chính là bằng 2, được chưa? Trừ 5 rồi. nhân 2 mũ x cộng 2 bằng 0. Rồi mà 2 mũ 2x thì chính là bằng cái gì đó? 2 mũ 2x thì nhắc lại nè. 2 mũ A mũ B, A mũ M mà tất cả mũ N thì nó sẽ bằng A mũ M nhân với N. Mà phép nhân nó có tính chất giao hoán thì nó thể bằng A mũ N nhân với M, thì có quyền đưa vào chính là bằng A mũ N tất cả mũ M nó ngược lại. Được chưa? Được rồi. Bằng hai mũ x tất cả mũ hai Đúng rồi. Vậy thì nhân đưa số hai 2 ra ngoài nhé. Trừ cho 5 nhân 2 trừ mũ x cộng 2 bằng 0. Được chưa? đặt t bằng hai hai mũ x à. Cái này thì hỏi em lại cách làm thôi nhé. Còn đi thi nếu mà gặp cái dạng như thế này thì em cầm nghiệm ở phía dưới em thế lên trên, em bấm CLC, nếu mà bằng không là mình lấy luôn. Mình thử từng nghiệm thôi là nó nhanh hơn. Nhưng mà bây giờ thi đa số nó hạn chế Casio thì ít cái bài nào nó cho nghiệm trực tiếp như thế này lắm. Lưu ý nhé. Thì phương trình 1 nó sẽ trở thành này. Là T bình phương trừ 5T cộng 2 bằng 0. Được chưa? Thì em bấm máy tính cho thầy. Đang dùng cái máy tính gì vậy? 580V đấy ạ. Ồ, giống của thầy đúng không? Rồi, 1 trừ 5 5 và 2. 5 cộng thứ 7 Được chưa em? dạ rồi Có sai chỗ nào không vậy? 2, à chỗ này là số 2 chứ nhỉ? Thầy nhầm. Cái này là số 2 nhé. Có một nghiệm bằng 2, một nghiệm bằng 1/2. Chỗ này bằng 2 nhé. Vậy thì tương đương dạ với vâng là T bằng x 2, bằng 2 x bằng T bằng t bằng 1/2. 1/2 Vậy thì suy ra được là 2 mũ x bằng đây là 2 này hai em này. Vậy dạ x vâng bằng nhiêu? dạ, x bằng 1 ạ Đúng rồi. và x bằng trừ 1 ạ Rồi. Chọn cho thầy đáp án A là đáp án đúng. Được chưa? dạ Mấy cái bài này là bài dễ nhá, nó đang nằm ở cái dạng này thì bài bấm máy tính cả hai nghiệm luôn nhá. Thì để em bấm máy tính hai nghiệm thì đây chính là fx bằng 0 này, thì em nhập cho thầy bước 1 là nhập fx, nhập hàm fx. Em có thể là nhập fx bằng 0 nhưng mà thông thường thì bấm shift show thì thầy chỉ nhập fx thôi. Rồi, bây giờ thầy nhập cái hàm này vào là em bấm đi. Bấm cùng với thầy luôn, 2 mũ 2x cộng 1 trừ cho 5 nhân với 2 mũ x cộng cho 2. Bấm shift so. Được chưa? Rồi. Cho x là một giá trị bất kỳ thì cho x bằng 3 đi. Nó sẽ có một nghiệm bằng 1 này, được chưa? Rồi, vậy biểu tiếp theo là mình bước thứ hai là mình tính được một nghiệm x bằng 1 rồi thì mình sẽ nhập vào hàm số chính là fx chia cho x trừ cái nghiệm vừa tính được. Được chưa? Ở đây thì gọi là x0 hay x1 gì đó. Rồi, bây giờ có một nghiệm bằng 1 rồi nhá. Thì bây giờ mình lại bấm tiếp tục này. Bấm quay trở lại này. Đây là fx. Xong em lấy fx chia cho x trừ cho cái nghiệm vừa rồi thì em có thể bấm answer cũng được, nhưng mà số 1 nó dễ quá thì thầy bấm 1 luôn. Được chưa? Xong em bấm shift sâu. Rồi cho một giá trị bất kỳ, thầy lại cho số 3 đây. Nó sẽ ra trừ 1. Được chưa? Rồi. Ủa Rồi. thầy nếu mà cái nghiệm ban đầu là mình cho số nào lớn hơn không là được hả thầy? Cho số âm cũng được luôn. Tùy theo, nếu mà cái bài mà nó có điều kiện thì em nên tìm điều kiện trước nhá. Còn thông thường là em cho nghiệm ban đầu thì hay cho nó quanh quẩn số 0 thôi. Được chưa? Đối với cái hàm số mũ em bấm shift sâu thì nó khá là đơn giản, nhưng mà đối với hàm logarit á, mấy cái bài mà nó biểu thức hơi phức tạp á,
Nếu mà bấm ship sâu nó không giải ra được các nghiệm đâu nha. Nó chỉ giải ra được Sao 1 biết đến được? 2 nghiệm thôi. Lưu ý cái vấn đề đó, nên là giải tự luận nó rất là quan trọng nhé. Dạ vâng. Câu thầy. Rồi, đối với cái dạng bài câu 21 thì giải tự luận thì em đặt T chính là bằng 3 mũ X nhé. Thì nó quay về cái Dạ. phương trình bậc 2 đó. Thì cái bài này thầy bày em bấm Casio luôn, bằng cái cách lúc nãy thầy nói đó. Thì đầu tiên em nhập cho thầy là cái hàm Fx. Đây là Fx bằng 0 nhé. Thì họ nhập vào máy tính cái hàm Fx là 9 mũ X này trừ cho 3 mũ X. Thì đối với hàm số mũ thì đa số mình bấm cái cách này thì nó sẽ được hết luôn nhé. Còn đối với hàm Dạ số vâng. logarit biểu thức nó đôi khi nó phức tạp thì bấm không được hết đâu nha. Lưu ý. Dạ vâng. Rồi em bấm shift so cho một nghiệm bất kỳ thì cho x bằng 1 đi chẳng hạn. Không giải được. Không giải được à? À chỗ này là có số 3 nhé. Thầy nhập fx bị sai này. Rồi. Shift so thì cho x bằng 1. Bởi vì hồi nãy là nó ra phương trình sai đó em. X bằng 1 thì nó ra một nghiệm như thế này nhá, được chưa? Thì nó lúc này chính là answer, thì em có thể bấm quay trở lại này. Xong lấy fx chia cho cái nghiệm vừa rồi chính là x trừ cho answer cũng Chị được. Hiểu cách này chưa? Lại bấm rồi shift rồi. so. Cho x là một nghiệm đi, thì bây giờ thầy cho x là một số, ví dụ như số 3 đi chẳng hạn. Như thì nó ra một nghiệm bằng 0 này, được chưa em? Rồi. Một nghiệm bằng 0, một nghiệm bằng 6, 0,6 mấy, thì cái nào là x1, cái nào là x2? X1 là không ạ. Rồi thì thầy có x1 bằng 0, x2 chính là 0,6 âm 0,6 à, bằng 0,6 mấy đó nhá. Thì thầy khỏi cần ghi ra, nhưng mà thầy bấm bằng thì lúc này answer nó trở về là số 0 nhá. Answer có nghĩa là ý nghĩa của cái answer này chính là, ôi chết cha rồi. Ý nghĩa của cái answer á chính là khi mình bấm dấu bằng thì cái biểu thức vừa bấm bằng xong á thì nó chính là answer, được chưa? Còn cái biểu thức lúc trước thì nó trở thành pre answer, thì cái nghiệm x2 chính là pre answer đó, bởi vì thầy bấm dấu bằng lần thứ hai rồi. Thì bây giờ cái nghiệm thứ x2 chính là pre answer, thì thầy bấm 2 nhân với nghiệm đầu tiên chính là A0 này cộng với 3 nhân với pre answer này em này. Hiểu không? Dạ rồi. Đó thì nó ra đây chính là đáp án này. Thầy gán nó là một số luôn nhá, thì em bấm store A luôn thì cái đáp án nó là 1,8 mấy đây. Được chưa em? Cái nghiệm thứ nhất là answer, cũng nghiệm thứ hai là Không. pre-answer thầy. Cái nghiệm thứ hai đúng rồi. Không, nếu mà em khó khăn quá thì bây giờ là thầy lưu đi, thầy lưu đi, chịu khó bấm lại biểu thức một tí. Nếu thầy bấm luôn Dạ một vâng lần. thầy. Nhưng mà nó hơi bị dễ nhầm lẫn nên bây giờ thầy bày em bấm bằng cái cách lưu đi cho nó chắc nhá. Thì em nhập fs này, em bấm shift so. Rồi như hồi nãy luôn đi, cho x bằng 3 này. Rồi Dạ nó vâng. giải ra 0,63 đúng không? Thì mình lưu cái này là một nghiệm đi. Thì bây giờ thầy bấm store A. Đó, một nghiệm bằng A. Mục đích vì sao thầy không lưu? Bởi vì khi thầy bấm quay lại nè. Thấy không? Lúc mà em lưu rồi á, em bấm quay lại nó lại không có biểu thức ban đầu thì em phải mất công một tí là em phải nhập lại. Hiểu không? Vâng. Nên là Dạ thầy vâng, dạ bấm vâng. là thầy dùng pre answer với answer luôn thì nó sẽ không có lưu. Có nghĩa pre answer là biểu thức bằng lúc trước. Hiểu không? Dạ vâng rồi. Còn answer là biểu thức bằng lúc sau. Đó, hai cái. Đây là fx đúng không? Bây giờ thầy chia cho cái x trừ nghiệm x1 đi, thì em chia cho x trừ x1 hồi nãy mình lưu chính là bằng a này, được chưa? Xong em bấm shift so. Rồi. Em bấm một số bất kỳ đi, nó sẽ giải ra chắc chắn x bằng 0. À, bằng 3. À, nói chung là cái đoạn shift so em qua, nếu mà em cho cái giá trị x bất kỳ nó không tiệm cận với cái đáp án là sai nha em. Dạ vâng. Cái đây nó a bằng là nó tưởng phương trình thầy bấm là nó tưởng là cái nghiệm x bằng a mất tiêu rồi. Được chưa? Shift so này thì em phải Dạ cho vâng. x bằng chứ đừng có cho a bằng nhá. Lo lằng nhằng nhờ. Bây giờ thầy bấm lại này. Bấm lại em để ý một tí nha, tại vì lưu nghiệm là nó hay nó tưởng là có cái ẩn x với có cái ẩn a, nó lại giải theo cái ẩn a. Nên là cẩn thận cái lúc lưu nghiệm nha. Rồi bây giờ thầy cho bằng 3 này. Nó sẽ không âm 0,6 mấy. Rồi bây giờ thầy lưu nó là a đi. Được chưa? Dạ rồi.
Rồi bấm quay lại. Đó, nói chung là dạy bằng ship so thì phải để ý một chút xíu, nó có lâu lâu nó vẫn dễ bị nhầm lẫn á. Nếu mà em chưa hiểu về cái bản chất của nó là nó vẫn dễ bị nhầm lắm nha. 3 mũ x này, trừ cho cộng cho 2 này. Đó, mình chia cho x trừ cho chứng nghiệm A đúng không? Thầy bấm lại thử. Rồi, thầy bấm ship so. Đó, x Rồi. bằng, nó hỏi x bằng đúng không? Thì cho x là một giá trị bất kỳ đi, cho một thử coi. Rồi, A thì mình vẫn giữ nguyên này, được chưa? Được không? Bấm bằng. Nó sẽ giải ra x. Nó lại hiện ra A. Nó lại tưởng là ẩn A mất tiêu rồi em ơi. Vậy cái bài này thầy không có lưu nghiệm đâu. Vâng, làm cái ban đầu đi thầy. Bây giờ thầy nó không có lưu nghiệm thì bây giờ thầy bấm lại nè. 3 nhân với 3 mũ x. Cái này thì nó dễ hơn nè. Cộng cho 2, thầy bấm ship so nha. Ship so đâu rồi? Rồi cho một nghiệm bằng 3 đi. Rồi, bây giờ thầy lấy cái này. Thầy chia cho cái nghiệm x trừ cho nghiệm vừa rồi chính là trừ cho answer đấy. Ship so. Rồi cho một giá trị bất kỳ đi. Thấy chưa? Rồi, Được chưa? rồi. Vậy một nghiệm bằng 0, vậy x1 bé hơn x2, vậy cái nghiệm 0,6 mấy chính là x2 đúng không em? Dạ đúng rồi. Nhưng mà thầy bấm vừa mới bấm bằng thì lúc này máy tính nó đang lưu 0 chính là answer, vậy cái lúc bằng phía trước là 0,63 thì cái bằng lúc Vâng trước là ạ. pre answer, là viết tắt của từ previous answer là cái dấu bằng Dạ. kết quả lúc trước đó. Thì bây giờ thực chất là 2 nhân với 0 cộng 3 nhân với x2 đúng không? Thì lấy là 3 nhân với pre answer thôi. Thì ra đáp án. Được chưa em? À rồi hiểu rồi thầy. Rồi thì tôi bấm lưu nó là một số A đi. Thì bây giờ A trừ cho cái đáp án nào bằng 0 thì đó là đáp án đúng. Hiểu chưa? Ủa sao lại Lưu A chứ nó niệm lưu đang vào 12 pre answer answer. Em thử đáp án A nó không phải là số 0 rồi. Em phải thử đáp án B không phải là số 0. Thì lúc này A với pre answer nó biến mất mất tiêu rồi. Nó thay đổi mất tiêu rồi. à. Hiểu không? Cái bản chất của mình là khi mà em bấm dấu bằng là cái an với cái answer pre answer nó sẽ thay đổi. Nên bởi vậy cái lúc mà bấm bằng thay vì bấm dấu bằng thì bấm lưu là A luôn. Thấy chưa? Vâng. Thì A nó không thay đổi nữa, thì cái đáp án A là bằng bao nhiêu thì thầy trừ cho từng đáp án thôi. Nếu mà A bằng đáp án A thì em lấy A trừ cho 4 logarit cơ số 2 của 3. Nếu mà nó bằng 0 là đáp án đúng, đây khác 0 thì A đáp án sai. Tương tự thử Vâng. cái đáp án B là trừ cho 3 logarit cơ số 3 của 2 bằng 0. Vậy Dạ chọn B là đáp án đúng. vâng. À, cái này em phải thử nhiều nhiều lên nha, chứ nó cũng khá là lằng nhằng đấy. Rồi, đó, trừ cho 2 mũ 2x cộng 1. Rồi, em bấm ship so cho thầy. Nó bảo có bao nhiêu nghiệm âm thì cứ thử một giá trị nghiệm âm đi. Trừ 1 đi. Rồi, trừ 29 phẩy mấy. Khi nào cái chỗ này nó ra không mới đúng nha em. Dạ vâng. Chỗ này vậy như này không được đâu nhá. Lại bấm ship so lại. Khổ vậy á. Cho giá trị 1 đi. Không được luôn, trừ cho 2 mũ 2x. Nghe rõ chưa Trinh ơi? Dạ rồi ạ, em chào thầy. Ừ. Bây giờ thầy đang thử cái phương trình mũ này, thầy bấm máy tính nhá. Thì thầy lưu ý với tụi em rồi đó, bấm ship sâu mà hai nghiệm không phải lúc nào cũng bấm được đâu nha. Ok. Được chưa? Bây giờ thầy đang thử là đối với cái bài này có bấm được hay không nhá. Em chuyển về một vế này. Rồi. 9 mũ x trừ 6 mũ x. Nếu mà em thử nó cứ bị không ra số 0 như vậy thì em cứ phải thử lại cái giá trị cận của nó nhá. Được chưa? Khi nào em thử đúng cận, ví dụ này thấy không? Thầy thấy em thấy vì sao thầy bấm ship sâu ra 3 thì nó ra được nghiệm 1,7 mấy này. Hình dung được không Trường? Trường Anh, Tuấn Tấn nha nhỉ. Vâng. Hiểu chỗ này chưa? Nhưng mà nếu mà cái Rồi bài này thầy bấm ship so này, thầy cho nghiệm x bằng 1 nha. Nghiệm x bằng 2 hồi nãy nó không giải ra à? À ok, nghiệm x bằng 2 nó giải ra này. Được chưa? Thì nó ra một nghiệm bằng 1,7 mấy đây.
Thì em muốn bấm cái nghiệm x2 thì em phải lấy fx này chia cho x trừ cái nghiệm vừa rồi, chính là x trừ cho answer. Được chưa? Được chưa? Cái bài nó hỏi có bao nhiêu nghiệm âm thì chắc nó có thể có nghiệm âm, thì em lại bấm shift so. Bây giờ thầy cho x bằng trừ 1 đi coi thử. Thì nó sẽ tìm cái nghiệm đâu ở khoảng âm đó, gần gần cái số trừ 1. Rồi như này là mình thử như này nó đang bị lỗi mất tiêu rồi này. Được chưa? Rồi, vậy không được là phải bấm lại từ đầu. Nói chung là cái này nó hơi cực, là cực ở cho cái công đoạn đó đó. Nếu mà không được là cứ phải bấm lại từ đầu. Được chưa? Khổ, khổ. Nói chung là cái bước này nếu mà trừ khi tụi em không biết giải. Nói chung cái bài nào hơi khó quá thì tụi em nên bấm máy tính thử trước cái đã rồi tính sau. Còn nếu mà cái bài mà em bấm máy tính tới lần thứ ba không được thì giống như thầy, thầy sẽ vô thầy giải tay. Khổ rồi đó. Bây giờ thầy đang cho thử một nghiệm bằng 3 nhé, vẫn không được. Rồi thử cái bài này thầy giải tay coi thử nha. Nó 1,7 mấy. Thì cái dạng hàm số mũ nó có dạng như thế này, thì em biến đổi là 9 mũ x này trừ cho 6 mũ x. Chỗ này là chuyển vế Hai qua là mũ trừ cho 2 nhân với 2 mũ x, được chưa? Chính là 4 mũ x luôn, được chưa em? Thầy nhắc lại nè, đối với phương trình mũ mà có các cái lũy thừa như thế này thì mình chia cho lũy thừa với cái cơ số lớn nhất hoặc lũy thừa với cơ số bé nhất. Đó là cách làm. Được chưa? tại sao lại trừ 2 nhân với 4 mũ ít ạ? Chỗ này thì chuyển Ủa qua thầy. nè, 2 mũ 2x cộng 1 chính là bằng 2 mũ 2x nhân với 2. Mà 2 mũ 2x chính là bằng 2 mũ 2 tất cả mũ x. Rồi. Và bằng 4 mũ x nhân với 2 thì chuyển qua vế trái là bằng trừ. Dạ vâng. Được chưa? Hiểu không Trinh ơi? Dạ có. Rồi tương đương với bây giờ em chia cả hai vế cho 4 mũ x. Tại vì 4 mũ x lớn hơn 0 thì mình có quyền chia hai vế phương trình cho một số lớn hơn 0 nha em. Chia hai vế này cho 4 mũ x. Ta được. Để thầy thử có thử bài này thầy giải tay coi thử nó ra được hai nghiệm có nghiệm âm không. Là 9 phần 4 thì có phải là 9 phần 4 này, mũ x đúng không? Thì em thấy này, 9 phần Rồi. 4 có phải là bằng 3 phần 2 tất cả bình phương không? Rồi. Mà 3 phần 2 chính là bằng 3 phần 2 tất cả bình phương mũ x chính là bằng 3 phần 2 mũ x tất cả bình phương. Cái này thì mới nói xong đấy. Trừ cho Rồi. 6 phần x chia cho 4 phần x chính là bằng 3 phần 2 tất cả mũ x này. Chỗ này 4 mũ x chia 4 mũ x là bằng chính là 1 rồi đó. Chỗ này thầy đặt T bằng 3 Bằng phần 3 2 mũ x. mũ x. Được chưa em? Dạ rồi. Rồi thì cái phương trình 1 này tương đương với 1 sẽ trở thành là à, đặt T thì điều kiện T phải lớn hơn 0 nha em. Dạ. T là một cái lũy thừa thì phải có điều kiện lớn hơn 0 nhé. Thì trở thành là T bình phương này trừ cho T trừ 2 bằng 0. Thì đây là một cái phương trình bậc 2 có là hệ số A bằng 1 này, hệ số B là bằng trừ 1 này, hệ số C là bằng trừ 2. Thì có là A trừ cho B cộng cho C bằng 0 thì nó sẽ có một nghiệm là trừ 1 và một nghiệm là C chia A, trừ C chia A chính là bằng 2. Vậy cái này loại này. Em hiểu vì sao mà thầy bấm máy tính mãi mà nó chỉ có một nghiệm duy nhất không? Thì suy ra là 3 phần 2 mũ x này bằng 2. Vậy thì x bằng gì em? À, ấy bằng log cơ số 3 phần 2 của 2 đúng không? Thì nó có một nghiệm duy nhất. Em hiểu vì sao mà thầy bấm máy tính mãi nó ra 1,7 mấy không thôi không? Thì đi thi mình bấm hai lần như vậy thì mình chọn đáp án là không có nghiệm âm thôi. Hiểu không? rồi. Hiểu ra cái số Là 1,7 1,7. mấy nó chính là cái số này này. Được chưa? Hồi nãy thi thử Được rồi hai ạ. ba lần mà không được thì thầy chọn luôn cái đáp án là không có nghiệm âm. Đó, vì sao là vậy thì thầy giải ra cho tụi em xem rồi đấy. Được chưa? Rồi câu 20 đọc cho thầy xem. Rồi mình cùng giải bài 23 nhé. Là đối với cái phương trình chứa căn thì nhắc lại là thông thường ta sẽ đặt cái căn bằng T nhé. Ừ, nguyên cái căn luôn. Vậy thì từ đó ta có này. Đầu tiên là ta biến đổi thêm một bước đi. Chờ thầy xíu.
Đầu tiên ta biến đổi thêm một bước cho thầy là chỗ này là tương đương với logarit cơ số 2 của x nè, tất cả bình nè, trừ cho 8. Chỗ này em biến đổi ra cho thầy để nó có cái logarit cơ số 2 của x đi em. Chỗ này có phải là logarit cơ số 2 của 8 cộng logarit cơ số 2 của x không? Vậy thì ta có là logarit cơ số 2 của 8, 8 là bằng 2 mũ 3, thì ta bấm máy tính luôn là chính là bằng 3 nhé. Cộng cho logarit cơ số 2 của x nè. Được chưa em? Trừ 12 bằng 0. Thì đối với cái bài này đầu tiên mình phải có điều kiện nhé. Điều kiện này là x phải lớn hơn 0 đúng không? Vậy đó, thầy nói rồi, cái bài mà cái dạng như thế này thì cái đặt t bằng cả cái căn đó là ok. Được chưa? Rồi vậy thì chỗ này em đặt t này bằng căn bậc 2 của 3 cộng logarit cơ số 2 của x này. Vậy thì em suy ra được là t bình phương là bằng 3 cộng cho logarit cơ số 2 của x. À, chỗ này em có điều kiện là x lớn hơn 0 và thêm cái ở trong căn lớn hơn 0 nha em. Chỗ này nè là logarit cơ số 2 của 8x phải lớn hơn 0 nè. Hiểu không? Mình tương đương được là x lớn hơn 0 nè. Chỗ dưới này mình dạy làm sao? Bấm máy tính cũng được. Hoặc là em dùng, thầy nó nhắc lại là cứ có logarit thì dùng mũ hóa là lấy 2 mũ logarit cơ số 2 của 8x nè, 2 mũ 0 nè, thì 2 là y bằng 2 mũ x, chính là hàm số đồng biến, thì cái dấu nó không thay đổi nè em nè. Mà 2 mũ logarit cơ số 2 của 8x chính là bằng 8x nè, lớn hơn 1. Được chưa? 2 mũ 0 bằng 1. Vậy là chia cả hai vế cho 8 là x lớn hơn 1 phần 8. Vậy kết hợp hai điều này thì x nó sẽ lớn hơn 1 phần 8 này. Được chưa? Giải tự luận thì chịu khó, mình phải có cái điều kiện giải nhanh thôi. Để khi mình giải xong mình loại. Được chưa? Cái phần này thầy không yêu cầu em làm nhiều, nhưng mà làm câu nào là phải chắc câu đó. Bữa sau mà gặp là biết làm lại liền. Tại vì đối với cái phần hàm số logarit nha, không phải bài nào cũng bấm máy tính ra đâu nha. Đó. Hàm số mũ á, thì em bấm giải bằng shift sau á, thì đa số là nó sẽ ra hết luôn. Nhưng mà đối với logarit biểu thức, tùy theo biểu thức nó, nếu mà phức tạp quá thì mình bấm nó không có ra đầy đủ nghiệm đâu nha. Thì mình phải biết giải tự luận. Thì chỗ này suy ra này, logarit cơ số 2 của x chính là bằng t bình trừ 3 đúng không? Vậy thế vào đây. Vậy thế vào đây là bằng, suy ra được là đây là phương trình 1. 1 nó sẽ tương đương với là t bình trừ 3 tất cả bình trừ cho 8t trừ 12 bằng 0, tương đương với t mũ 4 trừ 6t bình. Cái này em dùng hàng đẳng thức thôi em. Cộng 9 trừ 8t trừ 12 bằng 0. Được chưa? Tương đương với là t mũ 4 trừ cho 6t bình trừ 8t. Chỗ này 9 trừ 12 là bằng trừ 3 bằng 0. Được chưa? Vì sao mà thầy kêu em mua cái máy tính FX về 580 VNX trở lên là vì vậy đấy. Đối với cái máy này bấm được phương trình bậc 4, chứ cái máy của em mới phương trình bậc 3 không à. Bấm menu 9 này, hai phương trình này, đó phương trình bậc 4 này. Thấy chưa? Thì chỗ này em hệ số đi nó là 1 này. Hệ số đi với kia là trừ 6 này. À, hệ số đi với x mũ 3 chính là 0 chứ. Rồi hệ số đi với x mũ 2 là trừ 6 này. Hệ số đi với x mũ 1 chính là trừ 8 này. Và hệ số tự do chính là trừ 3. Nó sẽ có hai nghiệm. Được chưa em? Rồi bây giờ kệ nó sẽ có hai nghiệm. Nó nghiệm kép hay nghiệm t mũ 4 mà nó có hai nghiệm là nó nghiệm kép đấy, nhưng mà thầy không quan tâm, thầy chỉ quan tâm nó có hai nghiệm thôi.
không? Mục đích của mình là tìm ra x mà. Một nghiệm là t bằng 3 và một nghiệm t bằng trừ 1 này em này. Được chưa? T bằng 3, t bằng trừ 1. Rồi vậy tương đưa suy ra đi. Với t bằng 3 thì ta có là logarit cơ số 2 của x bằng 3 này. Với t bằng trừ 1 thì logarit cơ số 2 của x bằng trừ 1 này. Tương đương được với là x nó sẽ bằng là 2 mũ 3 này. Và x sẽ bằng 2 mũ trừ 1. 2 mũ trừ 1 là bằng 1 phần 2, lớn hơn 1 phần 8 không? Lớn hơn đúng không? Ok, vậy mình chọn đáp án là có 2 nghiệm đúng không? Được chưa? Rồi, đối với bài này mình thử bấm bằng ship so mình giải có thử nha. Bây giờ mình phải nhập fx này, fx bằng 0 thì em nhập fx vào. Em lấy máy tính ra bấm cùng thầy đi, logarit cơ số 2 của x. Em đưa ra ngoài để em bấm bình phương là máy tính nó sẽ hiểu là logarit cơ số 2 của x tất cả bình nha em. Khỏi cần đóng ngoặc. Khỏi cần đóng ngoặc mở ngoặc. Được chưa? Đó, cái này có nghĩa là logarit cơ số 2 của x tất cả bình. Nhưng mà nếu mà mình chạy trình bày vào vở nhé, mà mình viết là logarit cơ số 2 của x bình như này thì nó sẽ hiểu là logarit cơ số 2 của x bình phương chứ không phải là tất cả bình phương đâu nhé. Nhưng mà máy tính nó lập trình là nếu mà em viết như thế này thì chính là logarit cơ số 2 của x tất cả bình đó. Đó, nó sẽ nhanh hơn là em bấm thêm hai dấu ngoặc nữa, được chưa? Căn bậc 2 của logarit cơ số 2 của 8x. Thông thường á, nếu mà em bấm nghiệm thì em cũng nên giải trước cái điều kiện cho thầy nhé. Để em bấm, lúc mà em bấm ship so á, em cho x nó chạy là mình dễ hơn nè, được chưa? Rồi thầy bấm ship so, đó có điều kiện là x lớn hơn 1 phần 8 đúng không? Thì thầy bấm ship so này. Bắt buộc là phải lớn hơn 1 phần 8 thì thầy cho là 1 phần 3 đấy, chẳng hạn. Đó, bấm bằng. Thì nó sẽ giải ra nghiệm x này. VVN 580 VNX. Rồi. Đúng rồi. À, hồi nãy giờ thầy viết nó hơi lệch qua một tí đúng không? Sorry nha. Rồi ok, được chưa? Rồi được chưa? Được chưa? Sao không được? Đó, em nhập cái hàm fx vào. Được chưa? Về trái thì bấm ship so đi. Cho x là một giá trị bất kỳ ở đây thì cho x bằng 3 này, hay là x bằng bao nhiêu cũng được. Bằng 64 này em này. Được chưa? Rồi tiếp đến mình lấy fx chia cho x trừ cái nghiệm đó chính là 64. Này dạy rồi đúng không? Đóng ngoặc rồi lại bấm ship so. Được chưa? Cho x là một giá trị bất kỳ, lúc này thì cho x bằng 1 đi chẳng hạn. Rồi, nó cứ cho như thế này là mình bấm nó bị sai rồi nè. Ok chưa? Rồi bây giờ thầy thử lại với một nghiệm khác nhé. Ship so x bằng 1/2 xem thế nào. Nếu mà không thử được bằng cách này thì thầy sẽ bày em bấm table mình thử lại nhé. Đó, đi thi nếu mình bấm cái này không được thì mình sẽ thử lại. Rồi thầy thử hai ba giá trị nữa mà nó không ra là mình đang bị bấm ship sâu. Đối với logarit nó hay bị lỗi lắm, tại vì biểu thức nó khá là phức tạp nên là máy tính nó giải nghiệm không ra. Được chưa? Mà mình phải cho cái x chạy gần với cái nghiệm x đó thì nó mới tính ra được, quanh quanh đó thì nó mới tính ra được cái nghiệm x này. Đó, cái phương pháp này thì nó hơi có một cái chỗ bị lỗi như vậy, nên là mình có thể bấm bằng table như thế này. Mình xét cái hàm fx cho thầy. Menu 8 này. Đó. Bấm máy tính đi, nhập cái hàm này lại. Bấm là logarit cơ số 2 của x bình phương này trừ cho 8 căn bậc 2 của logarit cơ số 2 của 8x. Trừ 12. Được cho em. Bấm xong chưa? Rồi em bấm bằng cho thầy. Nhập cái hàm fx thôi.
Được chưa? Rồi. Rồi. Em cho nó chạy từ 1 phần 8. Bởi vì là thầy lấy điều kiện là 1 phần 8 trở đi mà. Được chưa? Rồi. Cho nó kết thúc tại đâu đó cũng được. Tại vì cho kết thúc tại 5-10 đi. Bước nhảy của thầy là cho 0,25 đi. Giả sử như vậy. Thì nó sẽ tính tăng dần tại các giá trị x. Đó, nó cứ tăng dần 0,25 này. Em hiểu không? Ví dụ á, như nó đang âm mà nó chuyển sang dương thì nó sẽ có một cái nghiệm không nó nằm ở giữa. Em hiểu không? Cái đồ thị này đang âm mà nó chuyển sang dương thì chắc chắn nó có một cái nghiệm ở chính giữa. Hiểu không? Hoặc là đang dương mà chuyển sang âm là nó sẽ có một cái nghiệm chính giữa. Đây. Âm 1 phần 8, 1 phần 2. 1 phần 8 à. Đâu có nghiệm bằng, có hai nghiệm rồi, một nghiệm bằng 1 phần 2, từ 1 phần 8 tới 1 phần 2 à. Không phải. Vậy mình cho bước nhảy nó nhỏ hơn một chút xíu nữa là được em. Bài này nếu mà bấm bằng này hơi căng nha. Ví dụ như thầy, nếu mà thầy cho bước nhảy, ví dụ như bài này thầy cho bước nhảy nhỏ hơn 0,5 luôn, thầy cho bước nhảy bằng 0,2 đi chẳng hạn đi. Thì em sẽ thấy cái điều lỗi phạm vi. Có nghĩa máy tính nó chỉ tính được 20 giá trị thôi nha. Chỗ này thầy cho nhỏ lại một tí nữa coi thử coi. 8. Vậy bấm bằng cách này cũng không ổn lắm nha. Đây 0,2, 0,5. Vậy bấm bằng cách này thì nó không ổn rồi. Tại vì cái bữa cái này phải thử lại. Có nghĩa là từ âm sang dương á thì nó sẽ có một cái nghiệm nằm ở chính giữa ở đó, em hiểu không? Nhưng mà cái này nếu mà mình thay bước nhảy như vậy nó không có ổn lắm. Bây giờ thầy, nếu mà thầy thử bước nhảy cái kiểu lần cuối này, thầy cho này, thầy cho chạy tới 5 thôi. Không, chạy tới 5 mà bước nhảy 0,1 cũng được. Thầy cho chạy tới 4 thôi. Thì em, thầy cho bước nhảy 0,1 thì chắc là mình sẽ thấy sự thay đổi này. Đang máy tính đó chỉ tính được 30 giá trị thôi, nó khổ rứa. Cũng không được âm hết. Vậy mình đừng có thử bằng cách này nữa. Cách này đối với cái bài này nó không có hiệu quả đâu. Ok, bắt buộc phải dạy tay thôi. Được chưa em? Rồi cái bài 25 này em dạy cho thầy đi phát. Biến đổi cái chỗ loga cos 4 của x là thành loga cos số cos Rồi ok, chỗ này mới vô em đặt điều kiện cho thầy trước nhé. Điều kiện là đầu tiên x có trong dấu logarit thì x như thế nào? lớn không Rồi, và có cái gì nữa? Cả cái này nằm trong dấu logarit này em nè. Thì em có là logarit cơ số 4 của x phải. Rồi, cả cái này nằm trong dấu logarit. Ok. Rồi. Chỗ này em có, em giải ra làm sao? Dùng cái phương pháp mũ hóa thầy bày rồi đó. Là 4 mũ logarit cơ số 4 của x nè. Chỗ này 4 mũ 0 nè. Mà xét cái hàm số y bằng 4 mũ x đó. Đúng không? Nó y bằng 4 mũ x nè. Đó. Thì đây chính là F1 này. Được chưa? Đây chính là F(x)2 này. Được chưa? Mà có x1 lớn hơn f. Chỗ này x1 này, x2 này. Mà ta có là x1 có phải bé hơn x2 không? X1 chính là logarit cơ số 4 của x này. X2 chính là 0 này. X1 bé hơn x2. Mà đây là hàm số đồng biến, suy ra là f(x1) bé hơn f(x)2 này. Ok chưa? Hiểu chỗ này chưa? Cố gắng phân tích chỗ này. Em cứ làm chỗ này cho chắc cho thầy, để qua cái phần bất phương trình mũ và bất phương trình logarit thì em cũng sẽ chắc được cái phần này nhé. Rồi, vậy thì 4 mũ logarit của x. Logarit cơ số 4 của x chính là x. Chỗ này bé hơn 4 mũ mũ 0 chính là bằng 1, và x bé hơn 1, được chưa? À, lớn hơn chứ nhỉ. Chỗ này dấu lớn hơn mà. Vậy là x lớn hơn 1 này, được chưa em? Ở dưới tương tự x lớn hơn 2 mũ 0 cũng chính là x lớn hơn 1. Kết hợp hai điều này là ra được là x lớn hơn 0, x lớn hơn 1 thì lấy x lớn hơn 1. Được chưa? Chỗ này là cộng cho t đúng không? Tất cả nhân với t bằng 3.
Vậy tương đương với là em nhân vào đây là trừ 1 phần 2 nè. Cộng 1 phần 2. Chỗ này thì nhân luôn á, trừ 1 phần 2t nha. Trừ 1t này, nhân với 1 phần 2 là trừ 1 phần 2t. T bình nhân với 1 phần 2 là 1 phần 2t bình trừ 3 bằng 0. Rồi ok, tới đây em bấm máy tính cho thầy đi. Hình như cái này mới ra đúng cái hồi nãy đúng không? Rồi. Tới bước này em tương đương cho thầy là em bấm máy tính phương trình bậc 2 đi em. Nó đúng là phương trình lúc nãy luôn đúng không? Menu 9, 2, 2. Hệ số đi với T bình phương chính là 1 phần 2. Hệ số đi với T chính là trừ 1 phần 2. Hệ số tự do chính là trừ 3. Có một nghiệm bằng 3, một nghiệm bằng trừ 2. Vậy thì tương đương với là T bằng 3 này. T bằng trừ 2. Vậy suy ra được là T bằng 3 chính là logarit cơ số 2 của logarit cơ số 2 của x bằng 3. Hoặc là logarit cơ số 2 của logarit cơ số 2 của x bằng trừ 2. Rồi em tới đây em giải cho thầy coi thử coi. Tương đương với cái dòng đầu tiên giải anh sao? Mũ hóa. Hoặc là em dùng áp dụng công thức thôi. Cái này nó mũ hóa thì nó cao siêu chứ nó là công thức cơ bản thôi em. Logarit cơ số A của alpha mà bằng B thì suy ra là à logarit cơ số A của B mà bằng alpha đấy. Thì B là bằng gì? Vậy thì chỗ này áp dụng vào đây thôi. Logarit cơ số 2 của logarit cơ số 2 của x bằng 3 thì logarit cơ số 2 của x là bằng gì? Vai trò của nó là giống như cái ông B đây nè. Bằng 2 mũ 3 chứ. Hiểu chưa? Khó vậy. Đây nè, logarit cơ số A của B nè bằng alpha thì B nó sẽ bằng A mũ alpha. Được chưa? Học cho thuộc công thức nha. Vẫn còn hơi mơ hồ đấy. Tương tự chỗ này là logarit cơ số 2 của x sẽ bằng 2 mũ trừ 2. Cái bên này mũ cái bên này. Đây nè. A mũ alpha này em nè. Hiểu không? Cái bản chất của nó chính là em dùng phương trình logarit là em dùng mũ hóa đấy. Thầy giải cho em xem này. Thầy nhắc lại một lần nha. Cái mũ hóa bản chất của nó như thế này nè. Logarit cơ số A của B bằng alpha nhá. Thì thầy dùng cái phương pháp mũ hóa thì thầy lấy A mũ hai vế lên. Có phải hai cái này bằng nhau thì thầy có quyền lấy A mũ hai vế lên chưa? Mà ta có công thức là A mũ logarit cơ số A của B chính là bằng B. Đó, bên này giữ nguyên. Thấy chưa? Cứ nhớ là ngược lại logarit thì mình dùng là mũ hóa, còn hàm số mũ thì mình dùng logarit hóa. Hiểu chưa? Chỗ này ổn chưa? Nhớ nha, vẫn mơ hồ quá. Vậy thì chỗ này là bằng 2 mũ trừ 2 em hiểu chưa? Rồi 2 mũ 3 em ghi bằng 8 luôn đi. 2 mũ trừ 1 phần 2 thì em ghi cho thầy là bằng 1 phần 4 luôn đi. Rồi từ đây tiếp tục tương đương với x bằng gì? Ừ thì đọc luôn đi, loga gì nữa, áp dụng công thức nè. Tào lao. Đây, áp dụng công thức logarit cơ số A của B bằng alpha. Ừ. Đây là cái định nghĩa của logarit nha. Ừ. Hoặc là x bằng. Rồi, 2 mũ 1 phần 4 thì coi thử nó có lớn hơn số 1 chưa nhá. Thỏa điều kiện không nhá. Coi cẩn thận chỗ đó nhá. Chưa được, chưa được. Logarit. Coi thử 2 mũ 1 phần 4 này. Thấy chưa? Nó lớn hơn 1 thì mình lấy luôn cả hai điều kiện. Cái này bằng 2 mũ 8 là bằng bao nhiêu nhỉ? Bấm luôn đi. 256. Hai cái đều thỏa điều kiện nhá. Được chưa em? Rồi, hai cái đều thỏa điều kiện thì mình suy ra là logarit cơ số 2 của 256 này nhân logarit cơ số 2 của x1 x2 là hai nghiệm thôi thì vai trò nó giống nhau, mình không quan tâm. Được chưa?
Chỗ này em bấm cho thầy đi. Logarit cơ số 2 của 256 nhân với logarit cơ số 2 của 2 mũ 1 phần 4 bằng 2. Chọn đáp án A. Bài lằng nhằng nhỉ. Cẩn thận nhá. Luyện tập cho nhiều e. Thầy thấy cái phương trình logarit mà chỗ này mà dạy vẫn còn lơ mơ là chưa được đâu nha. Đây nè. Hay bị nhầm quá, nhầm quá. Rồi, mình làm bài 30 nha. Là phương trình như thế này thì đầu tiên em đặt điều kiện cho thầy đi. Rồi. Cái này phải đọc là logarit cơ số 9 của x cộng 4 lớn hơn hoặc bằng nhé. Trong căn là lớn hơn bằng. À hồi nãy hình như ở trên này thầy có một cái bài là logarit mà thầy lấy lớn hơn không là không đúng nhỉ. Cái này lớn hơn hoặc bằng nhé. Đúng không? Nằm trong căn là lớn hơn hoặc bằng nhé. Thầy nhầm. Điều kiện là để cái căn thỏa mãn thì biểu thức trong căn phải lớn hơn hoặc bằng không, có dấu bằng này nhé. Rồi, tương đương được với x lớn hơn không. Rồi, cái này thầy có là logarit cơ số 9 của x lớn hơn hoặc bằng trừ 4 đúng không? Thì chỗ này em giải cái bất phương trình này ra cho thầy coi. Bất phương trình này giải làm sao? Bật mic lên em. Loga hai vế lên. Không loga hai vế, cứ nhớ cho thầy nó ngược lại với nhau. Mũ loga là dùng mũ hóa. Lấy 9 mũ 2 vế được chưa? Rồi, 9 mũ x trừ 4. Rồi, cái này đang lớn hơn bằng nè. Vậy dấu này chỗ này là lớn hơn bằng hay bé hơn bằng? Sai. Bản chất của nó là mình đang xét cái hàm số này nè em nè. Y bằng fx bằng 9 mũ x. Thì em thấy nè, nếu mà cái này thầy coi cái này là x1, coi cái này là x2, thì em thấy nè, f của x1 có phải là f của logarit cơ số 9 của x không? Là chỗ nào có x em thay bằng logarit cơ số 9 của x. Vậy thì có phải bằng 9 mũ logarit cơ số 9 của x không? F tại x2 nè chính là bằng chỗ nào? X2 thì tương ứng với trừ 4 đúng không? Thì có phải là F tại trừ 4 không? Mà chỗ nào có x thì mình thay bằng trừ 4 thì 9 mũ x chính là bằng 9 mũ trừ 4 nè em nè. Thì đây có phải là tương ứng, đây chính là F x1 không? Đây tương ứng là F x2 không? Mà cái hàm số mình đang xét có phải là hàm số có A là lớn hơn 1 thì hàm số đồng biến. Thì x1 lớn hơn bằng x2 thì fx1 so với fx2 thì chỗ này nó phải là dấu lớn hơn hoặc bằng cho em. Hiểu chưa? Hiểu cái chỗ mũ hóa này cho em. Đó, thì em suy ra được là x nè lớn hơn hoặc bằng 9 mũ trừ 4. 9 mũ trừ 4, bấm máy tính đi. Rồi, 1 phần 6561. Rồi, vậy kết hợp với x lớn hơn 1 nữa thì thầy có là x lớn hơn hoặc bằng 1 phần 6561, được chưa? 6561 đúng không? Rồi, ok, đó là điều kiện đấy em. Rồi, còn đối với dạng bài mà có logarit hay là hàm số mũ mà có chứa căn như thế này thì nhớ là thông thường cứ nghĩ đến cho thầy đặt t là bằng cả cái căn. Rồi, đặt t đi. Đặt T đi thầy, đặt T đi em. Đặt T bằng 102 của logarit. Rồi.
suy ra t bình phương t bình phương bằng log trên cái x cộng cho 16 cộng cho 4 nhé. cộng cho 1 log Ok. Vậy suy t ra bình chia logarit cơ số 9 của x. bằng t bình chia 4. Ồ, được rồi đó. Rồi em thể vào phương trình 1 đi, 1 nó sẽ trở thành cái gì? Anh chị ta đừng có 4 nhé, anh chị ta đừng có 4. Sao lại trừ? Chúng ta đừng có 4. T bình trừ 4 cho em. Logarit cơ số 9 của x nè. Chuyển số 4 qua đây là logarit cơ số 9 của x bằng t bình trừ 4. Được chưa? Vậy thì thay vào logarit cơ số 9 của x chính là t bình trừ 4 nè. Cộng cho căn này mình đặt bằng t thì mình viết lại là t nè. Bằng 26. Tương đương được với phương trình bậc 2 thôi. T bình cộng t trừ 26 là trừ 30 bằng 0. Được chưa? Bấm máy tính phương trình bậc 2 thôi em. Menu 9 2 2. Hệ số đi với t bình là bằng 1, cộng hệ cho x số bằng 16. 30 là có một nghiệm bằng 5 với một nghiệm bằng -6 đúng không? Rồi. Vậy tương đương được với t bằng 5 t bằng -6. Rồi chỗ này á, đầu tiên là khi mà em đặt t thì mình có nghiệm t luôn đi. Đối với cái dạng đặt căn thì mình có là điều kiện t đi. Đặt t mà bằng cái căn thì t phải lớn hơn bằng 0 em. Được chưa? Thì lúc này mới suy ra. Được chưa? Bởi vì căn của một một cái căn thì luôn luôn lớn hơn bằng 0 đúng không? T lớn bằng t bằng một cái căn thì t luôn luôn lớn bằng 0 thì từ đó mình loại cái nghiệm này. Được chưa? Vậy từ đó mình suy ra t bằng 5 thì có là căn bậc 2 của logarit. Rồi mình thế vào đây luôn, mình thế vào cái này luôn nè em nè. Được chưa? Rồi thì suy ra là logarit cơ số 9 của x mà bằng t bình phương trừ 4 là 5 bình phương trừ 4 luôn đi. Tương đương được với là logarit cơ số 9 của x sẽ bằng 25 trừ 4 là bằng 21. Vậy tương đương x bằng gì em? 9 mũ 21. Mà đề bài nó bảo là có cái nghiệm dạng x mũ 3n. Thì chỗ này mình phải biến đổi thành mũ 3n này. Thì 9 có phải bằng 3 mũ 2 không? Tất cả mũ 21 t bằng 5 t bình trừ 4. Thôi cứ để em đi đã rồi tính sau. Vậy là bằng 3 mũ 2 nhân 21 đúng không? Bằng 3 mũ 42. N là số tự nhiên, tổng tất cả các chữ số của N. Vậy suy ra N bằng gì? Tương ứng có phải là chỗ này chính là bằng 3 mũ N không? Vậy thì có suy ra N bằng 42 không em? Vậy suy ra tổng tất cả chữ số của N là gì? Ờ đúng rồi đó. Ừ. Thấy không? Cũng là một cái bài đó nhưng mà cái cách hỏi nó làm cho mình rối này nên mình phải tập phân tích cho quen nghe chưa? Được chưa? Đó nó không có khó nhưng mà nó lạ, đúng không? 4 cộng 2 bằng 6 nói bởi vì vậy nên cũng là cái đề thi như vậy thì thay vì người ta bảo là n bằng bao nhiêu nó hỏi tổng tất cả chữ số của n bằng bao nhiêu mà mình làm tới đây rồi mà mình không biết phân tích mình bảo ủa sao số lớn vậy rồi mình gạch mình đánh lùi thì có phải là rất là phí không đúng không đó rút kinh nghiệm vậy từ đây thầy chọn đáp án chính là đáp án D là đáp án cuối cùng nhé. Rồi, đối với cái dạng bài mà tham số M như thế này thì mình làm sao? Em thấy là logarit cơ số 3 của x này, đây logarit cơ số 3 của x thì mình sẽ nghĩ ngay đến là đặt t nhé. Thì đầu tiên mình phải có cái điều kiện cái đã.
ít nó nằm trong dấu logarit đó em. Logarit gì? Không, điều kiện mở lít lớn hơn 0. Rồi ok. Rồi bây giờ em đặt t cho thầy. Bằng logarit cơ số 3 của x. Rồi, vậy không có điều kiện t, vậy ta có là phương trình 1 nó trở thành này. Phương trình 1 nó trở thành. Đọc đi em. T bình trừ cho 1 cộng 2 T cộng 3 bình trừ 1. Lưu ý là m ở đây là tham số nhé, là một số người ta cho trước á. Còn t là cái biến số có thể thay đổi. Rồi bây giờ mình khai thác cái giả thiết người ta này. Có phải là có hai nghiệm x thì chắc chắn phải có hai nghiệm t chỗ này không? Bởi vì chỗ này mình suy ra là x nó sẽ bằng 3 mũ t theo cách đặt này em này. Được chưa? Rồi vậy thầy có này, nó có hai nghiệm đúng không? Thầy khai thác cái giả thiết này nhé. X1 nhân x2 này. X1 nhân x2 bằng 27. Thì làm sao để mình biến đổi ra được cái t1 với t2? Mình biến đổi muốn có t1 t2 thì nó phải có cái này nè em này. Rồi chỗ này chưa quen thì thầy bày em cách biến đổi sao cho nó ra t1 t2 nhé. Thì miễn sao em biến đổi nó ra có logarit cơ số 3 của x1 thì nó chính là t1 này theo cái cách đặt của mình. Vậy thì lấy logarit cơ số 3 hai vế. Được chưa? Bằng logarit cơ số 3 của 27. Mà logarit cơ số 3 của một tích thì bằng gì em? Đúng cho nó rồi, chính là logarit cơ số x1 cộng cho logarit cơ số 3 của x2 bằng cái này là bằng 3 mũ 3, vậy chỗ này chính là bằng 3 này. Được chưa? Rồi tương đương với theo cái cách đặt của mình thì đây chính là t1 này em nè, cộng cho t2 bằng 3. Được chưa? Cái bước này mình làm ngoài nháp, vậy là yêu cầu của cái bài toán này nó sẽ tương đương với muốn cái phương trình 1 nó có hai nghiệm thỏa mãn là x1 nhân x2 bằng 27 thì tương đương với là yêu cầu bài toán thì tương đương với là cái phương trình sau này nó phải có hai nghiệm t này. Được chưa? Có hai nghiệm t phân biệt. Và t1 cộng t2 bằng 3. Được chưa em? Được chưa? Vậy thì tương đương với muốn có hai nghiệm phân biệt thì delta phải lớn hơn 0. Và tổng chính là bằng dùng hệ thức VS chính là bằng S bằng 3. Được chưa? Rồi delta bằng gì em? Vậy là bằng trừ m cộng 2 tất cả bình, chính là m cộng 2 tất cả bình trừ cho 4 nhân với 3m trừ 1 lớn hơn 0, và tổng hai nghiệm là bằng không, tổng thì bằng trừ b trên 2 trên a. Có cần thầy đọc lại lý thuyết không? Còn tích hai nghiệm là bằng c chia a. B ở đây chính là trừ cho m cộng 2 nè em nè, vậy là trừ b chia a chính là trừ cho trừ m cộng 2, chính là m cộng 2 bằng 3. Được chưa? Tương đương với chỗ này em có thể bấm bất phương trình, hoặc là em giải m xong rồi em cầm m dưới em thế lên bất phương trình thỏa mãn là mình lấy giá trị m. M cộng 2 bằng 3 thì ta có là m bằng trừ 1 rồi nè. Chỗ này thôi thầy giải bất phương trình đi, là m bình nè, dùng hàng đẳng thức cộng 4m cộng 4 trừ cho 12m trừ 1 lớn hơn 0. Chỗ này thầy chịu khó giải thêm một bước nữa, là m bình trừ 8m cộng 3 lớn hơn 0. M bằng trừ 1. Rồi mình bấm bất phương trình thôi. Bấm menu A đối với máy VN X580, còn cái máy của em 570 thì em biết cách bấm rồi đúng không? Chọn 2, nó là lớn hơn 0 đúng không? Chọn số 1.
Hệ số đi với m bình là 1, hệ số đi với m chính là trừ 8, hệ số tự do chính là bằng 3. Rồi, nghiệm xấu kệ nó, không quan tâm. Đây, x nó phải bé hơn số 3 và lớn hơn, hoặc là x lớn hơn số 7. Bé hơn số à, bé hơn 0,3 thì nó âm 1 thỏa mãn, bé hơn 0,3 rồi. Vậy thì lấy cái nghiệm x m bằng trừ 1. Từ đó ta chọn cái đáp án B là đáp án chính xác. Được chưa? Rồi, đối với bài M này thì làm sao? Điều kiện cho thầy đi em. X lớn hơn 0. Chỉ có như vậy thôi đúng không? Rồi. Biến đổi cho thầy đặt T đây. Logarit cơ số 2 của x nè. Được chưa? Thì bây giờ nó bảo nè, phương trình có hai nghiệm thuộc đoạn này đúng không? Thì bây giờ mình có thể xét cái hàm FT đã, xét cái hàm T này em này. Bây giờ em xét Fx này. Đặt. Em gọi Fx đi, em xét Fx này. Bằng logarit cơ số 2 của x trên đoạn 1 tới 8. Đó, nó yêu cầu là x chạy từ 1 tới 8 thì mình coi thử logarit cơ số 2 của x nó chạy từ đâu tới đâu thôi. Được không em? Thì giống mình đang tìm giá trị lớn nhất, có phải là một cái hàm số nó luôn liên tục thì mình giá trị lớn nhất nó sẽ chạy trên cái đoạn là giá trị nhỏ nhất tới giá trị lớn nhất không? Vậy thì chỗ này mình đặt cái hàm fx bằng logarit cơ số 2 của x thì bây giờ mình tính đạo hàm nè. Có phải tính giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất không? Đạo hàm của này bằng gì nhỉ? Nhớ không? Để nhắc lại là logarit cơ số A của x mà đạo hàm chính là bằng 1 phần x log n b của A. Được chưa? Vậy nếu một cái hàm hợp á, thì là logarit cơ số A của U. U là hàm hợp của x nhé. Đạo hàm cứ nhớ cho thầy hàm hợp thì nhân thêm cái U phẩy thôi. Được chưa? Được chưa? Được chưa em? Vậy thì chỗ này là bằng 1 phần x này nhân log n b của 2. Vậy thì cái này chắc chắn là khác không rồi, bởi vì cái tử khác không rồi, được chưa? Vậy thì mình có là min của fx trong đoạn x mà thuộc vào trong đoạn từ 1 tới 8. À chưa nhỉ? Bây giờ mình phải coi thử cái ông nào là lớn nhất, ông nào bé nhất chứ. Bây giờ em tính cho thầy là f tại 1 và f tại 8 thôi. Được chưa? F tại 1 chính là logarit cơ số 2 của 1 này. Chính là bằng 0 đúng không? F tại 8 chính là bằng logarit cơ số 2 của 8. Sao là bằng 4 được? 8 thì phân tích ra bằng 2 mũ 3. Bằng 3 chứ. Được chưa? Vậy thì thầy suy ra là max min max thì bằng tạ 3 này. Max của fx á trong x chạy trong x mà chạy trong đoạn từ 1 tới 8 á thì fx nó sẽ chạy max bằng 3, vậy là min nó bằng 1 đúng không? Min bằng 0 chứ nhỉ. X vậy có phải là cái tập giá trị của t nó sẽ chạy trong khoảng 0 tới 3 không em? Rồi, vậy thì yêu cầu bài toán. Rồi, cái này thầy đặt T xong rồi nhá. Vậy thì thầy suy ra được phương trình 1 nó sẽ trở thành đi. Chỗ này là 1 trở thành này. Chỗ này 1 sẽ trở thành là
T bình phương này trừ cho M cộng 1 nhân với T cộng cho M bằng 0. Được chưa? Thì để phương trình có hai nghiệm thuộc đoạn 1 tới 8 thì tương đương với là yêu cầu bài toán này. Nó sẽ tương đương với là cái phương trình sau. Nó có hai nghiệm phân biệt. Được chưa? Có hai nghiệm x thì phải có hai nghiệm y. T1, T2 có phải là chạy từ 0 tới 3 không em? Được chưa? Thì nó là hai nghiệm dương á, bé hơn hoặc bằng 3 á. Thì thầy bày em phân tích ra chỗ này nè. Thầy có là T1, thì giả sử T1 bé hơn T2 nhé. Bé hơn 3, được chưa em? Thì muốn khai thác cái giả thiết này mình dùng bằng VS á, thì mình lấy nè, T1 trừ cho 3. Đây, cái chỗ này thầy phân tích lại cụ thể hơn nè. T1 bé hơn T2 bé hơn 3 thì có phải là T1 bé hơn 3 và T2 cũng bé hơn 3 không em? Chỗ này bé hơn bằng nhé. Thầy nhầm. 3. Vậy thì thầy có là T1. Thầy muốn khai thác cái giả thiết này thì thầy phải có là suy ra là T1 trừ 3 nhân với T2 trừ 3. Có phải T1 bé hơn 3 thì T1 trừ cho 3 bé hơn 0 không? Bé hơn bằng 0 không? T2 trừ 3 bé hơn bằng 0, hai số bé hơn bằng 0 nhân lại thì lớn hơn bằng 0. Rồi, và có là T1 cộng T2 có phải là bé hơn là cộng vế theo vế này em nè. Hai cái vế này cùng giống nhau rồi thì mình có quyền là cộng hai bất phương trình vế theo vế thì nó sẽ bé hơn bằng 6. Được chưa? Đây là cái cách khai thác cái giả thiết là có hai nghiệm nằm ở bên trái số 3 nha, hoặc là nằm bên phải số 3 thì mình làm y chang như vậy luôn. Được chưa em? Vậy thì bây giờ thầy khai thác cái giả thiết này có hai nghiệm đúng không? Thầy tương đương với đầu tiên là delta lớn hơn 0 đúng không? Đây. Delta lớn hơn 0 và có hai nghiệm dương đúng không? Có hai nghiệm lớn hơn bằng 0 nè. Hai nghiệm lớn hơn bằng 0 thì tích của nó, tổng của nó phải lớn hơn hoặc bằng 0 nè. Lớn hơn hoặc bằng 0, được chưa? Đúng rồi, tích của nó cũng lớn hơn bằng 0. Và có thêm cái chỗ này nữa. Cái này nhân vào này, thì chỗ này thì nhân vào luôn nhá. T1 nhân với T2 đúng không? Vậy thì có phải là tích này. Chỗ này thầy suy ngược ra đây nha. Từ cái này thầy suy ra đây đây. Trừ cho 3T1 trừ 3T2 thì đặt trừ 3 ra làm nhân tử chung. Có phải T1 cộng T2 không? Trừ 3 nhân trừ 3 cộng 9 phải lớn hơn bằng 0. Được chưa em? Rồi ở dưới. Vậy thì chỗ này thầy ghi thêm là T1 nhân T2 thì là tổng nè. T1 nhân với T2 là tích nè. Ký hiệu là P nè. Trừ cho 3 lần tổng nè. Cộng cho 9 phải lớn hơn bằng 0. Và tổng S phải bé hơn bằng 6. Được chưa em? Hiểu không? À chỗ này có hai nghiệm phân biệt nhé. Nhớ là có hai nghiệm phân biệt. Mà lớn hơn hoặc bằng 0 thì một nghiệm lớn hơn 0 và một nghiệm lớn hơn hoặc bằng 0, vậy cộng lại thì chỗ S này nó phải lớn hơn 0 luôn nhé, không có dấu bằng ở đây đâu. Được chưa? Rồi, tới chỗ này mình khai thác. Rồi, sau buổi học thì nó thầy sẽ có cái video lại cái chỗ này thì em cứ coi đi coi lại phân tích lại cho thầy nhé, tập làm lại cho thầy nhé. Mấy cái bài này chịu khó tập làm lại. Rồi. Chỗ này thầy xóa luôn nhá. À thôi, thầy để đây đi, để em coi lại cho nó dễ. Để thầy cho nó nhỏ lại. Rồi, chỗ này thì tương đương được với này. Bây giờ mình khai thác nha. Viết hết cái này ra đi. Delta chính là M cộng 1 tất cả bình này. Trừ cho 4M lớn hơn 0. Rồi tổng chính là trừ B trên A chính là M cộng 1 lớn hơn 0. Tích là C chia A chính là M lớn hơn bằng 0. Biết vì sao không? Bởi vì nó có thể có nghiệm bằng 0 thì thầy nhân vào thì nó phải lớn hơn 0. Hai số đều lớn hơn 0. Có một số có thể bằng 0 thì nhân vào nó có thể có dấu bằng này. Được chưa?
Còn cái tổng á, là một số lớn hơn 0, một số lớn hơn 1 bằng 0, cộng lại thì nó sẽ lớn hơn 0 luôn. Được chưa? Rồi cái chỗ này cái tích đúng không? Tích là bằng M này. Đó, tổng chính là trừ cho 3, tổng là trừ B trên A đúng không? Là nhân với M cộng 1 này, cộng với 9. Rồi, lớn hơn hoặc bằng 0. Rồi, cái tổng phải bé hơn bằng 6 là có M cộng 1. M cộng 1 bé hơn hoặc bằng 6. Vậy tương đương với chỗ này cái bất phương trình bậc 2 à, M bình nè. Cộng 2M trừ 2M trừ 4M thì chính là trừ 2M cộng 1 lớn hơn 0. Cái này là hàng đẳng thức nè em này. Chỗ này là M lớn hơn trừ 1 nè. Cái này M lớn hơn bằng 0 nè. Cái này nhân vào đi là trừ 3M. À, M trừ cho 3M chính là trừ 2M này. Trừ 3 cộng 9 là cộng cho 6 lớn hơn bằng 0. Chỗ này M bé hơn hoặc bằng 5. Tương đương với cái này thì em có thể giải phương trình bậc 2 á. Nó sẽ ra cái hàng đẳng thức này em này là M trừ 1 tất cả bình đúng không? Lớn hơn không thì cái này em có thể giải nhanh bằng cách là cái bất phương trình mà a bình lớn hơn không á, là tương đương với a khác không nha, bởi vì a bình luôn luôn lớn hơn bằng không rồi, muốn nó lớn hơn không thì a phải khác không, đó là cách giải nhanh hiểu không? Hoặc em có thể bấm bất phương trình này vào máy tính là nó tôi cũng giải cho mình cũng ra thôi, được chưa? Được chưa em? Rồi vậy thầy ghi vào m khác không này, m khác không nhá. Rồi á, m khác m trừ 1, m khác 1 nhá nhỉ. Đúng không? M trừ 1 khác không thì m khác 1. Rồi. M lớn hơn trừ 1, m lớn hơn 0. Bây giờ nè, mấy cái dạng bài này em muốn làm cho dễ thì em nên vẽ các cái trục số ra cho thầy. Nhìn cái trục số rõ không? Rồi thì bốn cái phương trình dưới thầy dùng bốn cái trục số nha. M lớn hơn trừ 1, giả sử thầy cho đây trừ 1 đi. M lớn hơn trừ 1 thì phía bên trái là bỏ nè, được chưa? Số 0 nó nằm ở đây. M lớn hơn bằng 0 thì cho đây số 0. Nhớ là em chập lại đoạn nào chưa bị gạch bỏ là mình lấy. Đó là cách làm, được chưa? Chỗ này chuyển 6 qua là trừ 6. Trừ 2m lớn hơn bằng trừ 6 nhân cả hai vế cho 1 phần 2. Chỗ này làm thế này. Hoặc là chuyển qua là 6 này lớn hơn bằng 2m này. Vậy là chia cho 2 đi. Chia cho 2 đi là 3 lớn hơn bằng m, là m bé hơn bằng 3. Được chưa? 3 nó nằm ở đây, m bé hơn bằng 3. Đấy. Đó, thầy dự đoán đáp án C là đáp án đúng đấy. Rồi. Một vấn đề. 5 bé hơn bằng 5 thì 5 nó nằm đây. Được chưa? Rồi gạch bên này thì có phải này, bốn cái này nó phải thỏa mãn điều kia đồng thời tất cả các điều này nhé, thì có phải là thầy bày rồi đó. Nếu mà dùng cái dấu ngoặc vuông á, dùng cái dấu ngoặc nhọn á, thì em cứ chập lại đoạn nào mà chưa bị gạch bỏ đi là đoạn là mình sẽ lấy đoạn đó, được chưa? Hiểu không thầy? Bây giờ thầy chập lại hết nha. Đấy, nhớ nhá, cái dấu ngoặc nhọn là em cứ vẽ cái đồ, thì em cứ vẽ cái trục số ra rồi chập lại đoạn nào chưa bị gạch bỏ là lấy. Thấy cái điều đặc biệt chưa? Thấy chưa em? Có phải là 0 đến 3 là chưa lấy, chưa bị gạch không? Vậy ta có là 0 bé hơn bằng m bé hơn bằng 3. Đó, nó hay ở cái chỗ đó đó. Nhớ là cái dấu ngoặc nhọn này thì em vẽ các cái trục số ra xong rồi em chập lại đoạn nào chưa bị gạch bỏ là mình lấy. Được chưa? Vậy từ đây mình kết luận là chọn đáp án gì? Tới đây mà chọn câu B. Ủa? Làm tới đây mà chọn câu B là chết rồi chứ. Ủa? Từ ai? Từ 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 Cái M khác một em vứt đi đâu? Quên mất, quên mất, quên mất. Chết không? Từ xe. Chết không? Quên quên cái chỗ mất. Rồi, bài học này tới đây là kết thúc nha chưa? Rồi thứ ba mình học rồi số giá trị nguyên thì đối với cái bài này
Thầy sẽ cho làm cho em hai cách, là cách thứ nhất là mình biện luận số nghiệm của phương trình bậc 2 em. Thì mình chuyển hết về một vế. À, đầu tiên em biến đổi cho thầy một bước là đặt T đi. Đặt T bằng gì nhỉ? Cái dạng này đặt T bằng gì? Đúng rồi. Thì điều kiện là T sẽ lớn hơn 0 đúng không? Rồi biến đổi tương đương đi. Thì cách 1 là tương đương với là, bây giờ từ này thì tương đương luôn là 2 2x tất cả bình nè, trừ cho 2 mũ 3 là 8 nhân với 2 mũ x cộng 1 bằng m, được chưa? Hoặc là bây giờ thầy chuyển luôn là trừ m bằng 0 nha em. Được chưa? Vậy thì chỗ này thì cách 1 thầy đặt T rồi, thì thầy suy ra được là T bình phương nè trừ cho 8T nè cộng 1 trừ m nè bằng 0, đúng không? Thì để phương trình này có hai nghiệm phân biệt thì phương trình dưới là phương trình tương đương, đúng không? Thì mình ghi là yêu cầu bài toán tương đương với phương trình sau có hai nghiệm phân biệt. Có phải là theo cái cách đặt là với mỗi nghiệm T sẽ cho một nghiệm X không em? Nhưng mà với điều kiện là T phải lớn hơn 0 đúng không? Vậy là sao có hai nghiệm phân biệt lớn hơn 0 đấy. Hiểu không? Thì có phải là muốn có hai nghiệm phân biệt thì delta phải, ở đây thầy tính delta phải phải lớn hơn 0 để có hai nghiệm phân biệt nè. Và hai nghiệm dương phân biệt đúng không? Hai nghiệm dương phân biệt thì sao? Đúng rồi. Đúng rồi. Tổng lớn hơn 0 và tích lớn hơn 0. Vậy thì có S lớn hơn 0, P lớn hơn 0. Rồi chỗ này đọc cho thầy đi. Bốn bình phương trừ cho 1 trừ m hơn 0. Rồi. 1 trừ m lớn không. 1 trừ m lớn không, tổng mà em, tổng là 4 lớn hơn 0 nha, trừ cho trừ à, trừ cho trừ 8 là 8 lớn hơn 0 này, còn tích là p là 1 trừ m trên cho 1 lớn hơn 0. Được chưa? Rồi. Tương đương với là chỗ này là thành là 16 trừ cho 1 là 15 trừ m l lớn 0. Vậy thầy làm nhanh luôn là chuyển qua 15 lớn hơn m là m bé hơn 15 nhé. Rồi. Và m bé hơn 1 hả? Hai nghiệm phân biệt m bé hơn 1 hả? 1 lớn hơn 0, m bé hơn 1 của. Vậy m bé hơn 1 chỗ này à? Vậy đâu có đáp án. Chỗ này em giải lại đi. M bé hơn 15 là sai rồi đó. Chỗ này tương đương với nè 16 đúng không? Trừ cho trừ m là cộng m chứ. Lớn hơn 0. Đúng không? Và 1 lớn hơn m nè. Tương đương với, đúng rồi, m lớn hơn trừ 16, m bé hơn 1. Vậy thì suy ra tập m, tập giá trị m này, ký hiệu là nó sẽ chạy từ số âm 15, đúng rồi, âm 14 chấm 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 tới số 0. Từ 1 tới 15 là có 15 giá trị, thì từ âm 1 tới âm 15 sẽ có, từ âm 15 tới âm 1 sẽ có 15 giá trị, thêm số 0 nữa 16 giá trị. Chọn D là đáp án đúng. Được chưa em? Chứ không có đi giải phương trình vế trái bằng rồi nó vô nghiệm là không có lấy đâu, mình phải biện luận có em m luôn, thì lúc này m chính là một cái tham số. Thì mình chuyển hết về một vế mình làm phương trình bậc 2 chứ. Được chưa? Rồi, cách 2 là thầy sẽ dùng tương giao đồ thị nhé. Cách 2 là cách tương giao đồ thị. Nói chung là hai cách, cách nào nó cũng hay hết.
Thầy muốn em làm hai cách, bởi vì là không phải bài nào cũng biện luận phương trình bậc hai được hết. Được chưa? Thì mình làm nhiều nó sẽ nhuyễn. Tương giao đồ thị thì mình là làm cái vế trái đúng không? Thì cái chỗ sau thầy biến đổi này, sau thầy biến đổi ngược lại là ra cái ban đầu, là ra cái phương trình ban đầu đi. Một đi. Chỗ này thầy cũng đặt t rồi thì nó sẽ ra là t bình này trừ cho 8t cộng 1 bằng m đúng không? Thì đây chính là phương trình. Thầy đặt đây là phương trình 2 đi. Phương trình 2 đi. Thì 2 chính là phương trình gì ta? Biết không? 2 là phương trình hoành độ giao điểm em. Của hai đồ thị. Hai đồ thị hàm số. Hàm số y bằng, chỗ này thầy đặt ft nhá, nó giống như ẩn ích thôi, mình coi đây giống ẩn ích vậy thôi em. Trừ 8t cộng 1 và y bằng m. Rồi, biết vẽ đồ thị hàm số bậc 2 chưa? Mình phải lấy cái đỉnh em, a dương này, hoặc là em sẽ giải f phẩy t, mình lập bảng biến thiên. Được chưa? Bây giờ mình có thể là lập bảng biến thiên cũng được. Này mình có F phẩy T này. Nó sẽ bằng 2T trừ 8 đúng không? Vậy suy ra là F phẩy T mà bằng 0 á, thì suy ra T bằng 4. Vậy thì thầy có cái bảng biến thiên luôn. Được chưa? Rồi thầy cho T chạy từ 0 nè tới 4 nè, tới dương vô cùng. Thì F phẩy F thì em thấy là đây là bậc nhất đúng không em? Thì trái 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 phải cùng đây, phải cùng thì mang dấu dương nè, trái nè, được chưa? Vậy đồ thị nó sẽ có dạng như thế này và đi lên nè. Nhớ chưa? Đi lên thì lên tới dương vô cùng luôn. Thì ngay tại giá trị 0 thì FT sẽ bằng 1. Ngay tại giá trị 4 thì thế 4 vào đi. Thế 4 vào. Ra trừ 15 đúng không? Trừ 15. Thì cái đồ thị của nó có dạng như thế này. Mình sẵn để thầy vẽ đồ thị luôn cho em dễ hình dung nhé. Nói chung mình không cần làm nhiều, nhưng mà mình làm ít nhưng mà làm cho nó hiệu quả nhé. Làm ít nhưng mà nó chất lượng là được. Rồi, ngay tại giá trị 0 thì là bằng 1 này. Thầy làm tương đối thôi. Rồi. Ngay tại giá trị 0 là bằng 1 này, đó nó đi ra qua điểm có tọa độ 0 1 này và đi qua điểm có tọa độ là 4 10 âm 15. Được chưa? Rồi. Đây âm 15 này. Đây là 1. Vậy cái đồ thị nó sẽ có dạng như thế này. Thầy vẽ tương đối nhé, nó nghịch biến thì đồ thị nó sẽ đi xuống này em này. Nó parabol thì nó sẽ đối xứng qua cái đường x bằng trừ b trên 2a, đó chính là cái đường này này, được chưa? Thì đây chính là đồ thị của hàm số mà muốn có hai nghiệm đúng không? Đây là đồ thị của hàm số y bằng ft. Vậy đồ thị hàm số y bằng m chính là một cái đường ngang song song với trục tọa độ. Đây chính là đồ thị hàm số y bằng m này em nè, được chưa? Muốn nó có hai nghiệm, muốn cái phương trình hoành độ giao điểm hai này nó có hai nghiệm thì hai cái đồ thị này phải cắt nhau tại hai điểm phân biệt thôi. Thì có phải cái đường y bằng m nó phải chạy từ trong khoảng âm 15 tới 1 không? Chứ nếu mà nó lớn hơn 1 thì nó chỉ có một nghiệm thôi. Bé hơn âm 15 thì nó chỉ có, nó vô nghiệm, bằng âm 15 thì chỉ có một nghiệm thôi. Đấy, nhờ tương giao thì nhìn vào đồ thị ta có. Thì suy ra được luôn là âm 15 nó phải bé hơn m, bé hơn 1. Vậy từ đó ta chọn được cái đáp án là có 16 giá trị m thỏa mãn yêu cầu bài toán đó. Hiểu cái cách làm tương giao này chưa? Rồi, thì đối với cái dạng biện luận tham số m này, đối với dạng biện luận tham số m này nó có hai cách đó. Thì nếu cái cách mà dùng tương giao thì em cứ cô lập m về một vế cho thầy nhé. Được chưa? Đầu tiên em cô lập m cho thầy đi. Chỗ này tương đương với
Cô Lập mời cho thầy đi em. Cô lập M có nghĩa là đưa M về một vế, nhóm M lại xong rồi đưa M về một vế. Là sẽ được là 9 mũ x. Đây đây, nhìn nhìn lên màn hình thầy làm rồi đó. Được chưa? Rồi, trừ cho 2 nhân với 3 mũ x đúng không? Cộng cho 2M cộng 9 bằng 0. Rồi, tiếp đến tương đương với 9 mũ x, thầy viết lại. Chỗ nào có m thì thầy đặt nhân tử chung cái đã. 3 mũ x cộng cho 2 trừ cho 2 nhân 2 mũ x cộng 9 bằng 0. Được chưa? À, chỗ này trừ 2. Đâu, ra, sao ra trừ 2 được em? Thầy nhóm hai cái ông này mà em. À rồi rồi rồi, thầy nhầm nha. Chỗ này trừ ra trước nha. Ok. Đúng không? Rồi. Rồi thầy cô lập M thì tương đương luôn với là chuyển M về một vế là ra 9x này. Chỗ này là 9x trừ cho 2 nhân 3 mũ x cộng cho 9 bằng M nhân với 3 mũ x trừ 2. Em nhìn có rõ không em? Rồi vậy tương đương với là m nó sẽ bằng, mình có quyền chia cả hai vế cho 3 mũ x trừ 2 à? À chưa nhờ. Mình xét cái trường hợp mình sẽ xét hai trường hợp nha em. Tại vì mình chia cho cái này là nó bằng 0 là không được đâu. Hiểu không? Khi nó bằng 0 là mình chia là sai. Nên là đối với muốn chia thì bây giờ thầy xét hai trường hợp với 3 mũ x. À, bài này thì dùng tương giao nó dở hơn cái cách 1 nha. Thôi lỡ rồi, thầy làm hai cách luôn nhé. Mình tập phát triển cho nó quen. 3 mũ x trừ 2 bằng 0 đi. Tương đương với là 3 mũ x nó sẽ bằng 2. Tương đương với lấy logarit cơ số 3 hai vế đúng không? Thì x nó sẽ bằng ok, log cơ số 3 của 2. Bấm máy tính coi thử nó có thỏa mãn nằm ở trong đoạn từ 1 tới 2 không em? 0,63. Rồi. Mà ở đây ta chỉ xét với x thuộc đoạn 1 tới 2 đúng không? Thì ta có là vậy suy ra cái này làm với nháp này, cái này vậy đó, 0,6 mấy đúng không? Vậy ta có là cái này mình có thể làm ngoài với nháp hoặc là em kết luận này với thuộc trong đoạn từ 1 tới 2 á thì suy ra được cái ông 3 mũ x trừ 2 nó sẽ luôn khác không, được chưa? Rồi, vậy thì chia hai vế phương trình 1 cho 3 mũ x trừ 2 á. Được không em? Mục đích là thầy là cô lập M thôi mà. Tương đương với này, 9 mũ x trừ 2 nhân với 3 mũ x cộng cho 9. Được chưa em? Chia cho 3 mũ x trừ 2 bằng m. Đây thầy lại dùng tương giao như lúc nãy á. Bây giờ thầy đặt này, đặt t bằng 3 mũ x đúng không? Thì t nó sẽ chạy trong khoảng nào? Đố em biết. Bây giờ mình đi xét t này. T nó bằng 3 mũ x nhá. Thì thực chất là mình đang xét cái hàm fx ở chỗ này nè em nè. Được chưa? Bây giờ thầy xét fx bằng 3 mũ x. Thầy đang xét trong đoạn từ 1 tới 3 tới 2 nhé. X chạy trong đoạn từ 1 tới 2 thì bây giờ có f phẩy x này. Thì nó bằng 3 mũ x log n b của 3. Rồi thì cái này luôn khác không rồi. Vậy thì có phải là bây giờ thầy tính tính là f tại 1 này. Thì nó là bằng 3. F tại 2 chính là bằng 3 mũ 2. Vậy thì có phải max chính là bằng 2. Max chính là bằng 3 mũ 2, min là bằng 3 không em? Vậy có phải khi x chạy trong đoạn từ 1 tới 2 thì 3 mũ x nó sẽ chạy trong đoạn từ 3 tới 9 không em? Hiểu chỗ này chưa? Rồi. Vậy thì bây giờ mình xét hai cái hàm thôi. Phương trình sau này chính là cái gì đấy?
Sao là đồ thị? Sao là phương trình hoành độ giao điểm này? Đúng rồi. Giữa hai đồ thị. À, chỗ này thầy biến đổi thêm một bước nữa. Chỗ này thầy đặt T rồi thầy suy ra là sao trở thành chứ nhỉ? Chỗ không thì chỗ này em đặt số đi cho nó dễ. Hai nó sẽ trở thành là T bình này trừ 2 nhân với T này cộng 9 này trên cho T trừ 2 rồi bằng M. Thì thầy đặt cái này là phương trình 3 đi. Thì phương trình 3 chính là phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị Y bằng, chỗ này thầy đặt FT. FT thì mình giải giống như lợn ích vậy thôi nha em. Trừ cho 2T cộng 9 trên cho T trừ 2. Được chưa em? Rồi. Rồi cái chỗ này thầy xóa này. Rồi thầy viết qua đây. Rồi, thầy viết qua đây. Thì em có này. Bây giờ mình hai đồ thị này và đồ thị Y bằng M đúng không? Tiếp đến. Bây giờ ta có là F phẩy đấy, tính đạo hàm đấy. Bằng 2T trừ 2 nhân với T trừ 2 trừ cho T bình trừ 2T cộng 9 chia cho cái mẫu bình phương là T trừ 2 bình phương. Rồi bằng 2T là 2T bình trừ T bình là bằng T bình nè. Chỗ này trừ 2T trừ 4T là thành trừ 6T. Trừ 6T cộng cho 2T là trừ 4T. Chỗ này 4 trừ cho 9 là thành trừ 5. Được chưa em? Ừ. T trừ 2 tất cả bình. Thì em thấy là F phẩy T bằng 0 thì tương đương với cái tử bằng 0. Thì thầy thấy đây là phương trình bậc 2 có dạng là A trừ cho B cộng cho C bằng 0. Thì nó sẽ có một nghiệm T bằng trừ 1 và một nghiệm T bằng trừ C trên A chính là bằng 5. Được chưa? Rồi, vậy thì chắc chắn cái đồ thị thầy có cái bảng biến thiên này, thầy lập cái bảng biến thiên của FT nhé. Chỗ này thầy lập bảng biến thiên, thầy dùng tương giao thầy khỏi cần vẽ đồ thị luôn nhá. Rồi, bây giờ thầy cho T. T là tam thức bậc 2 đúng không? Bây giờ thầy cứ cho chạy từ âm vô cùng cho em dễ hình dung nè. Tới cái nghiệm trừ 1 nè. Tới cái mình đang xét nè, trong khoảng đoạn từ 3 tới 9 này. 5 này. 9 này. Và dương vô cùng này. Mục đích của thầy làm gì? Để bây giờ thầy sẽ chỉ cho em thấy nè, T nó sẽ chạy nhá, thì F phẩy T này. F này. Thì em thấy là F phẩy T nó có hai nghiệm đúng không? Tử bằng 0 có phải là nghĩa F phẩy T dấu của nó sẽ phụ thuộc vào cái tử không em? Mà cái tử là một tam thức bậc 2 thì trong trái ngoài cùng thì trong trái này, đó là từ trừ 1 tới 5 là mang dấu âm. Đó, được chưa? Mà mình chỉ xét T á, nó nằm trong khoảng đoạn từ 3 tới 9 thôi. 3 tới 9 thôi thì ở ngoài ta gạch đi. Không có lấy đâu, được chưa? Rồi, vậy thì cái đồ thị của mình nó sẽ có dạng như thế này, đi xuống này. Xong rồi đi lên này, được chưa? Xong em tính F tại 3 cho thầy. Tính F tại 3 thì nhập vào máy tính này. Nhập cái hàm F lại, chính là bằng T bình đúng không? Là x bình này trừ 2x này cộng 9 này trên cho x trừ 2 bằng, à không, thầy nhầm, thầy bấm CALC nhá. T bằng 3. Rồi bằng 12. Được chưa? Thì nó sẽ chạy từ 12 này đi xuống này, rồi tiếp đến bấm CALC tại 5. Là tính giá trị biểu thức khi x bằng bao nhiêu đó. Bằng 8. CALC tại 9
Rồi, chạy tới 10 phẩy mấy đó, 72 phần 7. 8 này, chỗ này là 72 phần 7 là nó thấp hơn bên này một tí. Hiểu chưa? Rồi, vậy thì cái đồ thị của nó thôi lỡ rồi thì cho cái đồ thị đi nhỉ, cho dễ hình dung, cho quen. Rồi, đây là cái trục OI này, đây là trục OT này. Được chưa? OT nó giống như OX thôi, ẩn X thôi. Ồ. Thì em thấy này, khi X bằng 3, khi T bằng 3 thì Y bằng 12 thì em lấy 3 ở đây. 12 thì em cứ ký hiệu đại vào đi rồi tính sau. Được chưa? Khi X bằng 5, Y bằng 8 thì nó ở đây, em cứ ký hiệu vào đi đã rồi thầy chỉ cho. Rồi khi 12 cho nó nằm trên này đi. Rồi khi x t bằng 9 á thì ft nó bằng 72 phần 7 ở đâu đây? Thì cái đồ thị của nó như thế này. Để thầy lấy mấy cái. Cái này là em muốn làm tốt cái phần tương giao này á thì em phải học tốt cái phần tương giao nằm trong cái hàm số ở chương số 1 nha em. Sau này thầy sẽ có thời gian nhiều thầy sẽ ôn lại cho em cái phần đó. Đây, cái điểm đầu tiên có phải đi qua điểm có tọa độ 3, 12. Đồ thị nó có phải đi xuống như thế này không? Xong rồi, xuống tới đây xong rồi nó đi lên cái điểm có tọa độ là đồng biến thì nó đi lên điểm có tọa độ 9, 72 phần 7. Đúng không? 72 phần 7. Đó. Thì cái đường Y bằng M chính là một đường ngang song song với trục hoành. Lúc nào cũng vậy hết á. Được chưa? Vậy nó muốn có hai nghiệm thì sao em? M nó phải nằm ở trong đoạn nào? Nó nằm từ lớn hơn 8 và bé hơn 72 phần Đúng 7. rồi, đúng rồi. Thì nó nằm trong cái trường hợp này nè. Muốn có hai nghiệm phân biệt thì hai cái đồ thị. Đó, cái phương trình 3 này này là phương trình hoành độ giao điểm đúng không? Nó tương đương với phương trình ban đầu đấy. Thì phương trình ban đầu có hai nghiệm phân biệt thì phương trình 3 có hai nghiệm phân biệt, mà phương trình hoành độ giao điểm có hai nghiệm phân biệt thì cái đồ thị của hai cái đồ thị tạo nên cái phương trình hoành độ giao điểm đó nó phải cắt nhau tại hai điểm phân biệt này. Được chưa? Vậy từ đó thì tương đương được với là yêu cầu bài toán đi. Nó sẽ tương đương với là trừ 2 à, 8 bé hơn hoặc bằng bé hơn m, không có bằng đâu nha em. Nhưng mà trên này thì nó bằng này. Bởi vì mình lấy tại các giá trị biên luôn thì ngay tại cái chỗ bằng 9 này thì cái giá trị 72 phần 7 là mình vẫn lấy này. Được chưa? Đấy. Rồi. Mà à cái này thì copy nó bị thiếu nhờ. Rồi, đây. Vậy cuối cùng chọn cho thầy đáp án nào? Đúng rồi. Hiểu cho em, nó khá là lằng nhằng, bài này hơi khó nhỉ. Khó. Không khó lắm đúng không? Nếu mà biết cách làm rồi thì sau này cứ cái dạng bài vừa toán tương giao thì cô lập em mời cho thầy. Đây, chọn đáp án D là đáp án đúng. Được chưa? Ừ. Đó. Rồi. Mình giải bài số 8 nha. Rồi, đầu tiên đặt T cho thầy đi. Đặt T đi em. T Em đọc cho thầy đi. là bằng T là bằng 2 mũ x Rồi, thì điều kiện là T. lên Ok. Rồi, phương trình 1 nó sẽ trở thành như thế nào? 4 mũ x chính là 2 mũ 2 tất cả mũ x thì nó chính là 2 mũ x tất cả mũ 2 thì thầy biến đổi luôn là thành t bình nhá. Trừ 2m nhân với t cộng m cộng 2 bằng 0, được chưa em? Thì cái yêu cầu bài toán này có phải là cái phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt thì tương đương với là phương trình sau phải có bao nhiêu nghiệm em? có hai nghìn Yêu cầu bài toán thì tương đương với phương trình 1 phải có hai nghiệm phân biệt thì phương trình sau phải có hai nghiệm như thế nào?
phải như thế nào nữa? Đúng rồi. Hai nghiệm phân biệt và dương luôn nhé. Hai nghiệm phân biệt dương nhé. Bởi vì sao? Nếu mà có hai nghiệm T dương thì mới có hai nghiệm X này. Chứ nếu mà có một giá trị T âm đi chẳng hạn thì có hai nghiệm T mà trong đó một T âm thì suy ra chỉ có một nghiệm X thôi. Thì phương trình 1 nó không thỏa mãn có hai nghiệm phân biệt. Đồng ý chưa? Từ đây thì tương đương được với là cái phương trình sau mà có hai nghiệm phân biệt thì thầy tính delta phẩy phải có lớn hơn không nè. Rồi hai nghiệm dương thì phân tích bằng cách là hai nghiệm dương thì tổng của nó phải lớn hơn không và tích của nó phải lớn hơn không. Rồi delta phẩy thì bằng b phẩy bình trừ cho ac. B phẩy bình chính là trừ m, bình phương chính là m bình nè, trừ cho ac chính là m cộng 2 phải lớn hơn không nè. Tổng hai nghiệm là bằng trừ b chia a chính là bằng trừ cho trừ 2m chính là bằng 2m lớn hơn không. Tích hai nghiệm là c chia a chính là m cộng 2 phải lớn hơn không. Được chưa? Chỗ này ta biến đổi là m bình trừ m cộng 2 lớn hơn không. Mấy cái này em có thể bấm máy tính ngay nhé, hoặc là mình xét dấu. Rồi chia cả hai vế phương trình cho 2 thì ta có m lớn hơn không. Tiếp đến cái này là m lớn hơn trừ 2. Rồi ta bấm bất phương trình đầu tiên đi, là m bình. Muốn bấm bất phương trình đối với máy FX580VNX thì em bấm menu nè. A, bất phương trình bậc 2, chọn vào cái đầu tiên là lớn hơn nè. Hệ số đi với m bình chính là 1. Hệ số đi với m chính là trừ 1. Hệ số tự do chính là bằng 2. Tất cả số thực. Được chưa? Cái chỗ này là trừ 2 thì không phải là có 2. À, trừ 2 à? Rồi ok, thầy nhầm. Vậy thầy bấm lại. Nó sẽ ra là m bé hơn trừ 1 và m lớn hơn 2. Chỗ này mình trừ 1. Đó, à, trừ 2 chứ. Thì nó sẽ ra là bé hơn trừ 1 và lớn hơn 2 đúng không? Vậy thầy tương đương này. M bé hơn trừ 1 hoặc m lớn hơn 2, m lớn hơn 0, m lớn hơn 2, trừ 2. Đó thì đối với cái dấu ngoặc nhọn nha, nó sẽ có 3 ý nha em. Ý đầu tiên đây, ý thứ hai đây, ý thứ ba đây. Cứ đối với ngoặc nhọn thì thầy bày em là cứ vẽ cho thầy ba cái trục số ra. Được chưa? Xong rồi mình lấy ba cái trục số đó mình chập lại. Đoạn nào mà chưa bị gạch bỏ thì đó chính là cái hợp của ba cái nghiệm này thôi. Đấy. Thì em có đầu tiên nhá. Thầy có là bé hơn trừ 1. Nhớ là ba cái em cho cái góc bằng nhau nhá. Cái góc là trùng với nhau. Trừ 1 này. Bé hơn trừ 1 này. Lớn hơn 2 này. Đây. Cho số 2 ở đây. Tương đối thôi. Được chưa em? Lớn hơn 0. Thì 0 nó phải nằm ở chính giữa này. Nằm ở giữa này. Lớn hơn 0 đúng không? Đây. Số 0. Vậy là bên trái số 0 là bỏ đi. Lớn hơn trừ 2 thì trừ 2 nó phải nằm bên trái số 1 nè. Trừ 1 nè. Được chưa? Được chưa em? Rồi vậy thì bây giờ mình lấy ba cái mình chập lại. Đoạn nào chưa bị gạch bỏ là mình lấy. Bây giờ thầy chập lại cho em xem nha. Đây. Hiểu chưa? Tương đương với m lớn hơn 2. Được chưa? Chọn đáp án C. Hiểu chỗ này không em? Đó. Lưu ý cái dấu ngoặc nhọn là em cứ vẽ cho thầy các trục số ra. Xong mình cầm mấy cái trục số mình bóp mình chập lại với nhau. Đoạn nào chưa bị gạch bỏ thì đó chính là tập nghiệm đấy của bất phương trình đấy. Rồi, mình cùng giải cái bài số 9 nha. Thì em có là tương đương với mới vô nhà gặp cái dạng này có điều kiện cái đã nhá. Điều kiện là gì em? Một
lớn hơn hoặc bằng nha em, để một cái căn. Rồi vậy cái này có một nghiệm bằng 4, một nghiệm bằng 0, trong trái ngoài cùng. Thì thầy dạy nhanh luôn là nó sẽ chạy từ 0 tới 4 đấy. Được chưa? Hoặc là em có thể bấm bất phương trình ra. Rồi. Phương trình 1 lúc này nó sẽ tương đương với là 3 mũ căn 9, nó chính là 3 mũ 2 đấy, thì thầy đưa về là thành 3 mũ 4x trừ cho x bình. Đó, cứ có dạng như vậy là cứ đưa về dạng giống như hồi nãy á, 3 mũ x rồi 3 mũ x tất cả bình á. Chỗ này thì biến đổi thành như này, ok chưa? Đồng ý không? Rồi, thì bây giờ biết đặt T bằng cái gì chưa? T là bằng căn của 4 trừ x bình. 3 mũ căn của 4x trừ x bình. Được chưa em? Thì bây giờ mình coi thử T nó chạy trong đoạn nào. Muốn biết T chạy trong đoạn nào thì biết cách làm chưa? Lại xét cái hàm f phải t giống như lúc nãy em. Ừ. Bây giờ nè. Theo điều kiện là mình chỉ xét là x lớn hơn 0, bé hơn bằng 4 thôi đúng không? Vậy thì hồi nãy em xét cái hàm f(x) đó. Em xét xét cái hàm f(x) đúng không? Thì bằng là mình có thể xét cả cái căn luôn, nhưng mà đây thầy không thích, thầy xét như thế này cho dễ nè. 4 mũ x trừ x bình này, trong khoảng, trong đoạn chứ, từ 0 tới 4, xét ở trong cái trong cái điều kiện x thôi, được chưa? Thì có phải là tìm mắc min đó em? Tìm mắc min thì cứ tính f phẩy nè, là trừ 2x cộng 4, vậy f phẩy bằng 0, tương đương với x bằng 2. Vậy bây giờ thầy tính f tại 0 này. F tại 0 là bằng 0 này. F tại 2 chính là bằng 4 nhân 2 8 trừ cho 4 là bằng 4 nha. F tại 4 là bằng, vậy thì có phải là max bằng 4 và min bằng 0 không em? Vậy thì lúc này có suy ra là fx nó sẽ luôn luôn bé hơn hoặc bằng 4 và lớn hơn bằng 2 không? Vậy thì suy ra căn của fx luôn luôn bé hơn bằng 4 và lớn hơn bằng căn 2 không? À, chỗ này số 0 nhỉ. Số 0 nhỉ, thầy nhầm. Dễ hiểu không em? Mà căn chính là cái này, vậy suy ra 3 mà bây giờ thầy lấy là 3 mũ 2 vế này là 3 mũ 0 này. 3 mũ căn fx thì thầy viết lại là có phải là 3 mũ căn của 4x trừ x không? Bình không? Có phải đây là hàm số đồng biến không em? Vậy thì chỗ này thầy suy ra được là 3 mũ 0 bé hơn hoặc bằng cái này, bé hơn hoặc bằng 3 mũ 4 được không? À, chỗ này bằng 2 nhỉ. Rồi, 3 mũ 2. Vậy thì thầy có tương đương được với là 3 mũ 0 chính là bằng 1, bé hơn hoặc bằng, cái này hồi nãy thầy đặt là bằng T này, bé hơn bằng 9. Vậy thì thầy suy ra được T nó sẽ chạy trong khoảng 1 tới 9. Được chưa? Cái này dùng hoàn toàn bằng hàm số của chương 1, đúng không? Hiểu chưa? Rồi vậy bây giờ biết dùng tương giao chưa? Rồi, tiếp tục. Vậy cái này suy ra khi đó, suy ra một nó trở thành đi. Lúc này đặt cái này bằng 2 đi cũng được. Đó, thì 2 suy ra được, hoặc là 2 trở thành đi. T bình trừ 4T trừ 1. Bây giờ mình bằng trừ 2M luôn đi. Vậy thì đây có phải phương trình sao này?
thì thầy có là kết luận một câu là phương trình sao là phương trình hoành độ giao điểm. Của y bằng hai đồ thị, nhớ là của đồ thị nhé, hàm số y bằng ft bằng t bình trừ 4t cộng 1 trừ 1, được chưa? Và y bằng 2m, rồi trừ 2m chứ nhỉ, trừ 2m. Rồi bây giờ một là em vẽ luôn đồ thị hàm số bậc 2 á, nếu mà a dương thì nó có dạng như thế này em này. Y này thì nó sẽ là trừ b trên 2a này và trừ delta trên 4a này. Như thầy đi thi thì thầy nhớ luôn cái này, thầy vẽ luôn nó nhanh hơn, đỡ làm f phẩy rồi lập bảng biến thiên nó mệt. Đó, còn nếu mà a mà âm thì cũng là y, nó có đồ thị như thế này, mình chỉ cần bấm máy tính phương trình bậc 2 là máy tính nó giải cho mình luôn rồi. Được chưa? Cái này máy tính phương trình bậc 2 thầy có làm một cái danh sách vẽ đồ thị hàm số bậc 2 rồi nhá. Tí thầy gửi trong cái đường link luôn, chịu khó vào xem lại nhá. Nó có hai cách đấy. Rồi vậy thì thầy vẽ nhanh luôn nha. Được không? Hay là cần phải vẽ bảng biến thiên đồ nữa? Rồi bây giờ thầy vẽ nhanh, đó là đồ thị hàm số bậc 2 đúng không? Vậy thì đầu tiên em cứ vẽ ra đi cái đã rồi tính sau. Em thấy này, bây giờ em muốn ra cái định y á, em chỉ cần bấm máy tính phương trình bậc 2 của cái ông FT ra thôi. Bấm này, phương trình bậc 2 đúng không? FT là T bình trừ 4T trừ 1 này. Thì em chỉ cần bấm máy tính là menu 9 này, 2, 2. Đó, bấm phương trình bậc 2 đúng không? Là bấm 1 này, trừ 4 này, trừ 1 này, bấm bằng. Nó ra hai nghiệm là 2 cộng căn 5 và 2 trừ căn 5 này. Đó thì nó sẽ ra, mà đồ thị của nó là sẽ có cái dạng như thế này nha em. Dương mà thì đồ thị nó sẽ có dạng như thế này nhá. Được chưa? Đó, cái định y này nó sẽ có tọa độ là, bây giờ em bấm máy tính phương trình bậc 2 đúng không? Em bấm bằng thêm cái nữa, nó có hoành độ của cái y này, tung độ của y này, thấy không? Được chưa? Giá trị nhỏ nhất này em này, giá trị lớn nhất này, đó bằng 2, y bằng trừ 5. Vậy là y nó sẽ có tọa độ là 2 trừ 5 này. Đấy, vậy thì thầy lấy vào trong này nhé, 2 trừ 5 đúng không? Thì nó chính là 2 trừ 5. Thầy vẽ xuống dưới này tí đi. 2 trừ 5 đúng không? Vậy thì nó sẽ đi qua cái điểm có tọa độ 2 này, trừ 5 này. Đó, nó đi qua cái điểm này. Được chưa? Thôi, lấy tương đối thôi nhỉ. Đây chính là cái định y nha em. Thì trục đối xứng chính là x bằng trừ b trên cho 2a luôn đó, chính là x bằng 2 đấy. Đó, trừ 5. Được cho em. Rồi, nó có hồi nãy thầy bấm phương trình bậc 2 nó có hai nghiệm là âm 0,2 mấy này và 4, mấy thì nó như thế này nè, âm 0,2 mấy ở đây đúng không? Âm 0,2 mấy ở đây thì chắc chắn nó cắt ở 4,2 mấy, nó nằm ở đây. Vậy thì cái dạng đồ thị nó có dạng như thế này em này. Hiểu hiểu ý thầy nói chưa? Đó, nó đối xứng qua cái đường là x bằng 2 nhá. Đấy. Đó là cái cách vẽ của phương trình bậc 2 mà mình chỉ xét từ 1 tới 9 thôi. Từ 1 tới 9 đúng không? T thuộc từ 1 tới 9 đúng không? Thì bây giờ em tính 1 đi, F tại 1 đi, chính là 1 bình này trừ cho 4 nhân cho 1 trừ cho 1 là bằng bao nhiêu? Bốn. Trừ 4 đúng không? Vậy thì thầy lấy ở đây, đây chính là trừ 4 này. Nói chung là thầy vẽ tương đối thôi nhé. Nó hơi khó vẽ tí. Em chỉ cần vẽ tương đối thôi, chỉ cần em ký hiệu chính xác là được. Rồi, vậy là F tại 1 á là nó trừ 4 đúng không? Độ này trừ 4 đúng không? Trừ 4. Rồi, F tại 9 đây, tính F tại 9 cho thầy đi. Bằng 41.
Ủa em tính sao 44 hay vậy? F tại 9 mà. Thay thay t bằng 9 vào thì 9 bình trừ cho T bình 4 nè, thì 9 trừ 1. trừ cho 4T nè, trừ cho 1 nè. Em bấm bị lộn rồi, bấm CALC. T bằng 9, nó bằng 44 hả? Rồi rồi, thầy nhầm. 44 được cho em. Vậy thì nó chạy lên cái giá trị như thế này nè. Rồi, chỗ này T đúng không? Rồi nó chạy lên tới giá trị 44 nhá, thì em cứ vẽ đại đi. Rồi. Mình chỉ cần ký hiệu sao cho cái đỉnh nó đúng là được. Rồi, ngay tại giá trị này 44 đi. Đó, ngay tại giá trị này 44, ngay tại giá trị này là 9. Mình chỉ xét từ 1 thôi nha em. Đây. Được chưa? Hiểu không? Mình chỉ xét T trong khoảng từ đoạn từ 1 tới 9 thôi mà. Được chưa? Chạy tới số 44. Vậy em để cho cái phương trình này có nghiệm thì cái đường Y bằng trừ 2M nó sẽ nằm ở đâu? Đúng rồi. Giả sử đây là đường Y bằng trừ 2M nhé. Đây. Đây chính là một đường Y bằng trừ 2M này. Là một đường song song với trục hoành thôi. Được chưa? Đây là trục OTY nhé. Đó, lúc này là ẩn T thôi. Thì cái đường trừ 2M này, thầy cho nó chạy cho em xem nhé. Miễn sao là hai đồ thị nó cắt nhau là được. Đấy, thì trừ 2M nó sẽ chạy từ trừ 5, ngay tại giá trị trừ 5 vẫn lấy đúng không? Miễn sao có nghiệm là được. Ngay tại giá trị 44 lấy không? Lấy, bởi vì là ngay tại giá trị T bằng 9 mà. Là vẫn tính giá trị này này. Vậy thì thầy tương đương với là dựa vào cái đồ thị thì thầy tương đương được với là yêu cầu bài toán nó sẽ tương đương với là trừ 2M nó sẽ chạy từ trừ 5 tới 44. Rồi giải cái bất phương trình này mình chia cả hai vế cho trừ 2 thì ra là 5 phần 2 bé hơn hoặc bằng lớn hơn hoặc bằng M lớn hơn hoặc bằng 44 chia 2 chia cho âm 2 chính là âm 22. Được chưa em? Vậy suy ra tập các giá trị của M là nó sẽ thuộc vào trong đoạn trong là M là số nguyên dương nha em. À số nguyên nhá. Thì M nó sẽ bằng âm 22 nè. Âm 21 nè. Chạy chấm 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 tại chạy tới số 0. Rồi chạy tới số 1, tới số 2 thôi đúng không? Bé hơn 5 phần 2 là 2,5 đấy. Vậy thì em có nè. Từ 0 tới từ 1 tới 22 có 22 giá trị. Đúng không? Vậy từ âm 1 tới âm 22 là có 22 giá trị nè, thêm 1 2 3. 22 cộng 3 là bằng 25 giá trị. Vậy thì ta chốt là có 25 giá trị của M. Thấy cái tương giao nó hay chưa? Thì mấy cái bài toán mà liên quan tới M nếu mà em làm chủ được tương giao thì em sẽ giải được nó. Nó chỉ có một cái phương pháp duy nhất như vậy thôi. Cứ đưa về cái bài nào mà cô lập sẵn M thì em cứ đặt T. Đặt T thì ít nó từ cái điều kiện hoặc là từ cái ít chạy trên R mình suy ra được cái khoảng chạy của T này. Có cái khoảng chạy của T rồi mình sẽ suy ra được cái đồ thị FT nó sẽ chạy từ đâu tới đâu chẳng hạn. Có cái đồ thị FT rồi thì khi mình dùng tương giao nó là hoành độ giao điểm giữa hai đồ thị FT và đường Y bằng M hoặc là đường Y bằng gì đó liên quan tới M này thì mình cho hai đồ thị mà cắt nhau thì lúc đó nó có nghiệm thôi, tùy vào cái cách hỏi của mỗi bài nhé. Rồi bây giờ mình đọc cho thầy giải cái bài này coi. Đầu tiên là có điều kiện cái đã nè. X lớn hơn 0. Rồi. Nhưng mà nó bảo là hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn 1 tới 8 thôi nhé. Được chưa? Thì bây giờ mình đặt T cho thầy đi đã. Mà nó bảo xét x trong khoảng từ 1 tới 8, trong đoạn từ 1 tới 8 đúng không?
Thì bây giờ mình lại quay về cái bài xét FT tiếp. Cái bài Fx đấy. Fx đó mà bằng logarit cơ số 2 của x trên đoạn từ 1 tới 8. Cứ nhớ trên đoạn là em dùng bằng mắt min á, là nó dễ nhất. Được chưa? Vậy cái chỗ này em có là f phẩy x bằng gì? Đạo hàm đi. Rồi. Logarit cơ số a của x mà đạo hàm chính là bằng 1 phần x log NB của A. Tương tự nếu mà cái hàm hợp logarit cơ số a của U mà đạo hàm, cứ nhớ đạo hàm là nhân thêm U phẩy thôi. Được chưa? Rồi. Rồi. Vậy là chỗ này sẽ bằng là 1 phần x log NB của 2 lên 2 đấy. Vậy cái này chắc chắn khác không rồi đúng không? Vậy em chỉ cần tính f tại 0, f tại 1 và f tại 8 thôi thì suy ra được max và min. Được chưa? F tại 1 là bằng 0. F tại 8. F tại 8 là 3 hả em? Đúng không? Vậy thì từ đó thì nếu mà thầy đặt t á thùa bằng logarit cơ số 2 của x thì có phải là yêu cầu bài toán rồi, cái đầu tiên thì thầy một nó sẽ trở thành đi đã, một nó sẽ trở thành có phải là t bình phương này trừ cho m cộng 1 nhân với t cộng cho m lớn hơn 0 á bằng 0, được cho em. Thì để phương trình 1 có hai nghiệm thuộc vào đoạn từ 1 tới 8 thì x chạy từ 1 tới 8 thì có phải là logarit cơ số 2 của x sẽ chạy từ 0 tới 3 không? Vậy thì để phương trình 1 có hai nghiệm thuộc vào đoạn 1 tới 8 thì suy ra là phương trình sau nó sẽ tương đương với phương trình sau, nó sẽ có hai nghiệm phân biệt. Chỗ này đầu tiên hai nghiệm phân biệt thì ở đây cũng hai nghiệm phân biệt. Giả sử T1 bé hơn T2 nhé, thì có phải là hai nghiệm phân biệt đầu tiên là T1 bé hơn T2 và bắt buộc nó bé hơn bằng bao? Được chưa? Rồi. Mà cái này hôm bữa ở cái chương 1 thì em đã học cái phân tích chỗ này chưa? 1 bé hơn T1 bé hơn chỗ này bằng, thì thầy ghi thêm dấu bằng thôi nhé, nó không có ảnh hưởng gì đâu, alpha. Thì có biết cách phân tích cái dạng này chưa? Có hai nghiệm x1 bé hơn x1 x2 bé hơn một số alpha nào đó thì biết cách phân tích chưa? Dùng hệ thức VS đó. Cái này nằm ở trong chương hàm số nha em. Thì thầy phân tích cho em này. Cái này là sau này học thuộc luôn nhé. Em có suy ra được là x1 trừ cho x1 bé hơn alpha không? Và do hai nghiệm phân biệt á, x2 bé hơn bằng alpha thì chẳng hạn. Thì em suy ra được là mình khai thác cái giả thiết này thì em sẽ khai thác được cho thầy chính là x1 cộng x2. Đó, hai bất phương trình mà cộng nhau vế theo vế thì có phải là luôn bé hơn alpha hai lần alpha không em? Rồi, và x1 trừ alpha bé hơn 0, x2 trừ alpha lại bé hơn bằng 0. Vậy suy ra là x1 trừ alpha nhân với x2 trừ alpha có phải luôn lớn hơn hoặc bằng 0 không? Hai số, một số âm, một số không âm thì nhân lại là nó ra dương nè và có thêm dấu bằng nữa. Được chưa? Được chưa? Hiểu hiểu đoạn này chưa? Rồi, vậy thì phương trình sau có hai nghiệm phân biệt thì thầy có tương đương được với là đầu tiên phải có cái gì?
Delta phẩy dương đúng không em? Rồi em thấy này, hai nghiệm phân biệt lớn hơn hoặc bằng không thì có phải là tổng của nó phải lớn hơn không không em? Một số bằng không, một số lớn hơn không thì cộng lại có phải là lớn hơn không không? Được chưa? Rồi cái tích của nó phải như thế nào? Có dấu bằng không? Có, lỡ may có trường hợp có một nghiệm bằng không á, hiểu không? Rồi tương tự khai thác cái giả thiết thứ hai chính là hai nghiệm T1 T2 bé hơn bằng 3 này, thì bây giờ thầy viết lại là từ chỗ này, từ cái công thức này thầy suy ra xuống dưới này, từ cái này thầy suy ra xuống dưới này nhé. Thầy mà đã phân tích được cái này chính là ở đây được chưa? Rồi vậy thì phân tích cái ý thứ hai là T1 bé hơn T2 bé hơn bằng 3, vậy thì thầy có là T1 này trừ cho 3 nhân với T2 trừ cho 3. Đó, nó lớn hơn bằng 0, được chưa? Và T1 cộng với T2 nó sẽ bé hơn 6. Hiểu chỗ này chưa? Sau này cứ gặp cái dạng này là phân tích y chang như vậy nhá. Từ cái cách nhìn như vậy mình có thể phân tích ví dụ như T1 bé hơn T2 nhưng mà lớn hơn một số là ví dụ như số 5 chẳng hạn, thì mình phân tích cũng y chang như vậy, lấy T1 trừ 5 nhân với T2 trừ 5 thì nó sẽ lớn hơn 0, và T1 cộng T2 sẽ lớn hơn 2 nhân 5 là bằng 10. Hiểu chưa? Từ cái này thầy phân tích ra này là T1 lớn hơn 5 nè, T2 lớn hơn 5, thì để vận dụng được VS thì thầy suy ra là T1 trừ cho 5 này nhân với T2 trừ cho 5, thì hai số lớn hơn 0 thì nhân lại nó lớn hơn 0. Tương tự là T1 cộng T2 sẽ lớn hơn 5 cộng 5 chính là 10. Đó, nó gần giống như vậy, em chỉ cần nhớ một cái thôi, nhớ cái cách phân tích thôi thì sau này em sẽ phân tích được. Được chưa? Rồi thì thầy vận dụng VS ra cho em xem nhé. Thầy vận dụng VS ra cho em xem này. Vì sao lại phân tích như vậy để vận dụng VS này? Thì em thấy này, T1 nhân trừ 3 nhân với T2 trừ 3 thì nó có phải là ra là chỗ này là có ra được, chỗ này thầy suy ngược đi, là ra được là T1 nhân với T2 trừ cho 3 T1 trừ 3 T2, thì đặt trừ 3 ra là thành T1 cộng T2 này. Trừ 3 nhân với trừ 3 là cộng 9, lớn hơn bằng 0, thấy chưa? Thấy thầy dùng được cái VS chưa? Vậy là ra tích này trừ cho 3 lần tổng này cộng cho 9 này lớn hơn bằng 0. Được chưa em? Và ra được tổng bé hơn 6. Ổn chưa? Rồi. Sau nhớ bật video, cái bài nào mà lằng nhằng quá nhớ bật video xem lại nha. Nói chung là do thầy không có dạy em chương 1 á, nên là cái phần hàm số là cái này sẽ có thể là chưa có ai bày em. Cái này phần chương hàm số em có làm không? Có làm cái dạng mà phân tích cái lý thuyết nào? Cái lý thuyết này rất quan trọng nhá. Này hồi làm lâu giờ À, chắc do lâu quá rồi quên thôi đúng không? Nhưng mà đã học cái lý thuyết này rồi đúng không? Rồi. Tương đương được với. Rồi delta là bằng B bình trừ 4AC là M cộng 1 tất cả bình trừ cho 4M lớn hơn bằng 0. Rồi. S là trừ B trên A chính là M cộng 1 lớn hơn 0. P là lớn hơn bằng 0 là C là M lớn hơn bằng 0. Được chưa? Tiếp đến là P chính là tích đúng không? Là M này trừ cho 3 lần tổng chính là M cộng 1 cộng cho 9 lớn hơn bằng 0. Và S bé hơn 6 là tổng bé hơn 6 là M cộng 1 bé hơn 6. Rồi tiếp đến giải ra đây tương đương được với M bình, chỗ này em bấm máy tính luôn đi em, M bình này trừ M bình cộng cho 2M thôi, chỗ này nhanh đi, là M bình cộng cho 2M trừ 4M thì có phải M bình trừ 2M cộng 1 lớn hơn bằng 0 không? Được cho em? Luôn đúng với mọi người. Luôn đúng với mọi M, sao đúng được? Em Chuyện đó luôn chứ. hử?
cái phương trình nó luôn luôn lớn không rồi. Đây có dấu bằng nha. Là em mất cả bằng nó cũng là không đúng. Rất hết sức là cẩn thận chỗ này nhá. Đây này, nó sẽ ra được là cái này thì làm nhanh là bằng m trừ 1 tất cả bình đúng không? Lớn hơn bằng 0. À chỗ này lớn hơn 0 nhá, thầy nhầm, không có dấu bằng đâu. Lớn hơn 0 thì suy ra là m trừ 1 nó sẽ khác 0 đấy. Được chưa? Mình có một cái phương trình đó, mình có một cái bất phương trình là a bình mà lớn hơn bằng 0 á thì tương đương được với là a khác 0 luôn. Đó, hoặc em bấm máy tính phương trình bậc 2 vào máy tính thôi, bất phương trình bậc 2 vào máy tính thôi. Được chưa? Rồi, chỗ này là m lớn hơn trừ 1 nè. M lớn hơn trừ 1 nè, chuyển vế thôi. M lớn hơn hoặc bằng 0 nè. Chỗ này là trừ 2m. Rồi, chỗ này trừ 3 cộng 9 là cộng 6 đúng không? Lớn hơn bằng trừ 6. Rồi, chỗ dưới này là m bé hơn 5. Rồi, tiếp đến. Tương đương được với cái này đầu tiên là m khác 1 đúng không? M lớn hơn trừ 1. M lớn hơn 0 bằng 0. Rồi m bé hơn hoặc bằng 3. M bé hơn 5. Rồi, biết gộp cái này không? Cứ thầy bày rồi đó, cái dấu ngoặc nhọn là vẽ xấu cái vẽ các cái trục số ra. Được chưa? Một thời gian em làm quen rồi thì mình không cần vẽ nữa đâu. Nhưng mà mình chưa quen á, thì thầy khuyên nhé, là em nên vẽ ra thì nó hay hơn. Rồi, nó khác cái giá trị 1. Thì đây, giả sử thầy cho đây là giá trị 1 đi. 1 nằm đây. Nhớ là các cái trục là nó tương ứng nhé. Giá trị tương ứng nó nằm bằng nhau luôn nhé. Đó, trừ đi cái giá trị này cho thầy. Được chưa? Lớn hơn trừ 1 thì cho trừ 1 ở đây. Thì bé hơn trừ 1 là gạch đi. Lớn hơn hoặc bằng 0 thì cho giá trị 0 ở đây. Thì đây ngoặc nhọn nha. Thì bé hơn 0 là bỏ. Bé hơn hoặc bằng 3. 3 nằm bên này. À nhầm. Bé hơn bằng 3. 3 nằm đây. Thì gạch bỏ ở đây. Bé hơn 5 thì 5 nó nằm bên phải số 3. Gạch bỏ. Rồi. Có phải bây giờ đi chập lại hết đoạn nào chưa bị gạch bỏ là lấy không? Vậy thì có suy ra được đoạn nào chưa? Ok, đúng rồi đó. Tốt rồi đó em. Rồi, chỗ này thầy kết luận là tương đương được là m thuộc vào đoạn từ 0 tới 3 loại đi cái giá trị 1. Được chưa? Thì chọn cho thầy đáp án C là đáp án cuối cùng. Được chưa em? Và đó là toàn bộ cái video bài học hôm nay. Nếu các em thấy thích thì hãy cho thầy một like, một subscribe kênh YouTube của thầy để thầy có thêm nhiều động lực để ra những video clip bổ ích hơn cho các em nhé. Hoặc các em cũng có thể gửi bài tập ở phần comment hoặc liên hệ trực tiếp thông qua là Facebook hoặc Zalo, TikTok của thầy nhé. Thầy có để link phía dưới đường mô tả, thầy sẽ cố gắng lựa ra những bài hay và sắp xếp thời gian giải đáp cho các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Chúc các em học tập tốt. See ya.